Đại dương kính chào và cảm ơn quý đón xem chương trình Việt Nam đi về đâu ngày 11 tháng 6 năm 2014 với hai chủ đề: Giáo dục Việt Nam cần lột xác và ảnh hưởng của giàn khoan 981 trên Biển Đông. Kính thưa quý vị, năm 2012, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng hỏi Bộ Giáo dục và Đào tạo: Việt Nam đã có triết lý về giáo dục chưa? Khi Bộ phát động cải cách, Trọng lại hỏi: Chúng ta đã 3 lần cải cách giáo dục, vì sao lần này chỉ đổi mới căn bản, toàn diện? Sự thất bại triền miên của giáo dục Việt Nam rất cần toa thần dược. Tại cuộc thảo luận bàn tròn về giáo dục với chủ đề Những nguyên lý căn bản về giáo dục Việt Nam do Hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam tổ chức hôm 10 tháng 5 tại Ba Lê, giáo sư Nguyễn Khắc Nhẫn của Đại học Bách Khoa Grenoble đã so sánh nền giáo dục Việt Nam với thế giới như thế nào, thưa quý vị? Thứ nhất, triết lý giáo dục Pháp thì họ nói tự do tư tưởng, tự do phát biểu và tự do di chuyển. Về bình đẳng thì nói rằng bình đẳng về dân sự, về kinh tế, về chính trị, về xã hội, về học tập, về công việc, về sức khỏe, đó đều phải bình đẳng. Về bác ái thì đồng bào bác ái thương đồng bào và thương cả nhân loại. Nó không có phân biệt giữa sắc tộc này và sắc tộc kia ở trong một quốc gia, hoặc là dân nước này với dân nước khác. Còn Việt Nam Cộng Hòa thì triết lý giáo dục Việt Nam Cộng Hòa thì lấy dân tộc khai phóng và nhân bản. Và trong Hiến pháp năm 1957 đã ghi rõ rằng văn hóa giáo dục phải được đặt vào hàng quốc sách trên căn bản dân tộc, khoa học và nhân bản. Nhưng giáo sư Nhẫn xác nhận rằng chưa có biết triết lý giáo dục của Việt Nam, mặc dù ông ta đã từng có thời gian làm việc ở tại Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, giảng dạy ở đó ít lâu, nhưng mà vẫn không biết được, cũng như tiếp xúc với nhiều viên chức giáo dục của Việt Nam ngày nay mà vẫn không biết được họ nêu lên cái triết lý về giáo dục như thế nào. Thứ hai, danh sách xếp hạng học thuật 2013-2014 công nhận Đại học Bách Khoa Hà Nội số 1 của Việt Nam và đứng hàng thứ 1.932 trong số 3.000 trường đại học trên thế giới và thứ 650 trong khu vực châu Á. Và 3 nhiệm vụ chính của học đường được quy định như sau: tại sao phải học, học cái gì, học thế nào? Đó là câu hỏi để mà cải cách cái nền giáo dục của Việt Nam. Nhưng Việt Nam thì chỉ tập trung vào nhiệm vụ 2, có nghĩa là học như thế nào, có nghĩa là học cái gì. Cho nên trong đó các chương trình họ muốn đưa vào rất nhiều thứ và dẫn đến một cái kết quả là học sinh quá tải và không hiểu được tất cả những cái điều mình cần biết, mà chỉ có việc học thuộc lòng, chỉ có việc học nhồi để thi mà thôi. Do đó cho nên tình trạng giáo dục Việt Nam không thể nào tiến được. Vì tổ chức văn hóa khoa học xã hội Liên Hợp Quốc UNESCO đã thu gọn cái triết lý giáo dục là học để biết, để làm, để sống chung và để tự vun đắp. Những điều đó Việt Nam chỉ có thực hiện có một phần mà thôi. Những căn bệnh trầm kha của giáo dục Việt Nam như thế nào, thưa quý vị? Thứ nhất là Việt Nam nuôi gà chọi. Thí dụ như tất cả các lớp luyện thi để đi thi quốc tế, họ tập trung vào một số em, nhưng mà điều đó không có xác nhận được là cái tầm và là giáo dục trên tất cả trong nước, bởi vì những em đó chỉ là những cái con én không thể làm được mùa xuân, còn đa số thì bị bỏ rơi hoặc là bị giáo dục, một nền giáo dục nhồi sọ, cho nên không có đạt được những cái tiêu chuẩn giáo dục quốc tế mà người ta mong đợi. Vì nuôi gà chọi thì cũng thấy rằng Việt Nam rất hãnh diện, vì trong kỳ thi gọi là chương trình đánh giá học sinh quốc tế ở tuổi 15 vào năm 2012 thì Việt Nam xếp thứ 17 trên 65 nước đã thi, và Pháp thì mức 25, Mỹ tới 36,
Như vậy thì Việt Nam hơn cả nền giáo dục của Pháp và Mỹ, khiến người ta phải ngạc nhiên. Nhưng mà cái kiểu thi này đã bị 100 nhà giáo dục thế giới chỉ trích vì nó có vẻ như là cái tôn giáo học thuật, chứ nó không còn là một cách giáo dục nữa. Và chính những nhà giáo dục người ta cũng nhận xét rằng bây giờ nền giáo dục của chúng ta quá tồi tệ, mà chỉ trông mong vào một số em để lãnh các giải thưởng quốc tế thì quả thực là không làm được gì nên chuyện cả. Đó là một thực tế. Bệnh thành tích về điểm rèn luyện giới 12 năm nay thì để bảo đảm cho cái thành tích thi đỗ nhiều ở kỳ thi trung học phổ thông năm 2014, cho nên Bộ Giáo dục mới cho rằng bây giờ lấy cái điểm rèn luyện của lớp 12 mà cái số điểm nó chiếm tới 50% điểm thi. Như vậy thì cái chuyện đỗ là cái chuyện tất nhiên. Và thậm chí có một vị giám khảo nói rằng ô, chỉ có cái em nào tệ nhất, tệ hơn tệ thì mới bị rớt thôi, chứ còn ai cũng có thể đỗ. Như vậy người ta dự đoán rằng cái kỳ thi năm nay, kỳ thi trung học phổ thông năm nay thì cái tỷ lệ đỗ tới 95-96%, thưa quý vị. Như vậy người ta đặt câu hỏi, ồ, học trò giỏi thế thi để làm quái gì nữa, thôi phải dẹp đi. Thì đó là những vấn đề mà chúng ta thấy. Còn từ năm 1987 thì cái số đại học và cao đẳng của Việt Nam tăng 5 lần, sinh viên tăng 13 lần, giảng viên chỉ tăng có 3 lần mà thôi. Như vậy thì chúng ta so sánh ở tại Đại học Pháp chẳng hạn, năm 2012 thì có 87.000 giảng viên cho 1.5 triệu sinh viên. Nhưng mà so với Việt Nam thì năm 2011 gần 1.5 triệu sinh viên thì chỉ có 51.000 giảng viên mà thôi. Như vậy tức là Việt Nam còn hơi phí phạm. Thí dụ như đang chuẩn bị chi ra 1.7 tỷ USD để viết lại sách giáo khoa. Nhưng mà khi cái nền cải tổ giáo dục chưa đúng mức thì cái sách giáo khoa có thể phải đổi hay không? Bắt buộc phải đổi lại. Như vậy có phải là lãng phí mất đi 1.7 tỷ USD một cái phi lý hay không? Dự trù Việt Nam dự trù đào tạo 20.000 tiến sĩ đến năm 2020 để có thể Đại học Việt Nam có thể lọt vào top 200 theo đánh giá của kiểu của Thượng Hải. Thưa quý vị, như vậy thì Việt Nam tôn trọng cái mục tiến sĩ, nhưng mà liệu cái đó có thể đưa được cái Đại học Việt Nam vào trong các nhóm 100 đại học hoặc là 200 đại học trong tương lai hay không, thưa quý vị? Sau khi thống nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thực hiện nhiều đợt cải cách giáo dục rất tốn kém, nhưng nền giáo dục vẫn tiếp tục tụt dốc và tụt hậu so với các láng giềng. Phải chăng cần lột xác về chính trị, thưa quý vị? Giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Vương thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội nói, giáo dục xưa nay là một trong những lĩnh vực chịu chi phối của chính trị, ở đâu cũng vậy thôi. Thưa quý vị, thực sự ra không phải ở đâu cũng vậy, bởi vì trong triết lý giáo dục của Pháp cũng như của Việt Nam Cộng hòa không đặt vấn đề chính trị mà chỉ đặt vấn đề giáo dục mà thôi, chứ không phải chỗ nào cũng vậy. Nhưng mà họ đã tin nhiễm cái chủ nghĩa Mác Lênin, do đó họ cứ nghĩ rằng luôn luôn là phải có chính trị để mà dàn xếp. Nhưng cái đó khác biệt hoàn toàn. Hai môn triết học Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh bắt buộc tại đại học không được dạy như một môn triết, bởi vì là một môn thuộc lòng và không có tính chất triết, nghĩa là không có tranh luận, không có phân tích cái đúng cái sai, cái cần thiết hay không. Như vậy cái môn học là môn học nhồi sọ, chứ không theo cái cách thức mà dạy một môn triết. Dạy chưa được phân công, học vì phải qua cửa ải, thì cái người dạy á, thì do được phân công thì dạy thôi, nhưng mà người học á, thì phải học để qua cửa ải, nếu không đạt được hai cái chứng chỉ đó thì anh bị loại. Do đó đó là một cái chuyện phi lý hết sức. Như nhà gọi là Marxist Locon, ông Lữ Phương là năm nay gần 100 tuổi rồi và là một nhà nghiên cứu về Marx, thì ông cho rằng chủ nghĩa Marx đã biến thể thành chủ nghĩa Mác Lênin, trở thành một công cụ thống trị nhồi sọ và làm hư hỏng tâm hồn, không có gì tốt cả đối với nền giáo dục Việt Nam. Thì một con người lột xác phải bắt đầu từ bằng tư duy. Thí dụ Đảng Cộng sản thì mất độc quyền cai trị, bóc lột. Cán bộ thì sợ mất ghế béo bổ, đảng viên thì sợ rơi vào tầng lớp thư dân. Như vậy phải làm thay đổi đi các cái hệ thống giáo dục Việt Nam thì cần phải lột xác về tư duy. Thưa quý vị, Đảng Cộng sản Việt Nam đảng viên phải ý thức được rằng khả năng hạn hẹp, không hợp thời của chủ nghĩa Mác Lênin mà từ bỏ giáo dục. Thầy cô, nhà giáo dục
phụ huynh học sinh, sinh viên muốn thoát khỏi chiếc bóng mắc lê để giáo dục trở thành yếu tố hàng đầu trong việc phát triển đất nước. Xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại với chủ đề Biển Đông sau phần thông tin thương mại. Cảm ơn quý vị đã chờ đợi để theo dõi chủ đề ảnh hưởng của giàn khoan 981 trên Biển Đông. Kính thưa quý vị, giàn khoan Hải Dương 981 đã hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam hơn một tháng, chưa có dấu hiệu xuống thang vì các vụ giằng co trên biển giữa lực lượng Trung Cộng và Việt Nam vẫn tiếp diễn. Diễn tiến các sự kiện liên quan đến hoạt động của giàn khoan 981 hiện nay và trong tương lai gần như thế nào, thưa quý vị? Chúng ta thấy tại hiện trường thì Trung Cộng đã đưa hơn 100 chiếc tàu, đủ kể cả 6 chiến hạm, để bảo vệ chặt chẽ giàn khoan 981 và chưa có dấu hiệu rút giàn khoan trước 15 tháng 8. Và như vậy, tại sao họ bố trí tới 6 chiến hạm, thưa quý vị? Bởi vì họ sợ các cái họ sợ các tàu ngầm của Việt Nam hay của quốc tế đến gần để quan sát hoặc đến gần để phá, cho nên họ có cả 2 chiếc tàu rà mìn để mà có thể đặt thủy lôi để mà có thể theo dõi, quét tất cả những cái mìn mà được bất cứ ai đã thả đến đó chẳng hạn. Bây giờ thì cái nguy cơ xung đột vũ trang vẫn rất là lớn. Nếu mà kiềm chế không hữu hiệu, tức hai bên không có kiềm chế hữu hiệu, thì có lẽ sẽ xảy ra sự xung đột ở trên biển. Bắc Kinh không rời vùng tuyên bố do áp lực của Việt Nam hay quốc tế. Như vậy đó là một điều chắc chắn. Bắc Kinh họ hết thời hạn, họ có thể rút hoặc không, nhưng mà họ không rời trước cái thời hạn họ đã ấn định để mà chứng tỏ rằng họ bị áp lực của Việt Nam hoặc áp lực của quốc tế. Ngoại giao và tuyên truyền, vì nói đến quy tắc ứng xử trên Biển Đông thì còn quá xa vời. Chưa có nói chuyện, có thể mới có ở phần tham khảo, tham vấn mà thôi, chứ chưa tới cái phần vào hội nghị để thảo luận. Như vậy con đường còn xa lắm. Không có cái gì mà chắc chắn rằng Bắc Kinh sẽ hài lòng và sẽ ngồi lại bàn đàm phán. Bắc Kinh quyết không nộp hồ sơ phản biện, và bởi vì tòa án quốc tế thì cho phép Bắc Kinh tới 15 tháng 12 sẽ gửi cái bản phản biện lên, vì do cái lên tòa án do cái vụ kiện của Manila. Nhưng mà chúng ta thấy rằng trong thời gian tới đây thì các hội nghị lớn như đối thoại Sri Lanka từ 30 đến 1 tháng 6, rồi tới thượng đỉnh Asian sắp tới đây đều có cái thái độ hung hăng đối với Bắc Kinh. Hội nghị thượng đỉnh đã qua rồi, hội nghị thượng đỉnh ASEAN đã qua thì cũng đều nhắc đến cái việc Trung Cộng, nhưng mà không nói hẳn tên, nhưng mà ít nhất cũng là quan tâm đến vấn đề đó. Thì Bắc Kinh bố đang cố mình mô tả như một nạn nhân bị xâm phạm nên quyết bảo vệ chủ quyền. Bắc Kinh tố cáo Việt Nam đụng tàu trên 1.400 lần trong suốt thời gian hơn một tháng, và giàn hỏa lực mồm của Bắc Kinh thì đe dọa đánh Việt Nam, trong khi Việt Nam dọa kiện Trung Quốc, nhưng mà hai bên thì chỉ mới dọa mà thôi. Chính sách bành trướng tại Biển Nam Trung Hoa của Bắc Kinh như thế nào, thưa quý vị? Bắc Kinh đã mở 3 mặt trận từ năm 2003, gồm có thứ nhất là mặt trận về tâm lý, tìm cách kích động chủ nghĩa dân tộc quá khích để làm áp lực với các nước láng giềng của Trung Cộng. Thứ hai là về truyền thông, thì đẩy mạnh cái hỏa lực mồm, tức là đưa ra những cán bộ cao cấp, những cái sĩ quan về ngành nghiên cứu quân sự để chứng tỏ rằng, nghĩa là Bắc Kinh sẵn sàng sử dụng vũ lực và sẵn sàng thắng. Cái thắng đó rõ ràng Chủ tịch Đặng Cận Bình cũng nói là hãy ra lệnh đi là đi, đi là phải đến, đánh là phải thắng. Đó là cái chủ trương của Đặng Tiểu Bình truyền đạt cho quân đội của Trung Cộng. Vì trên phương diện pháp lý thì họ củng cố tuyên bố chủ quyền đơn phương. Họ tuyên bố rồi nhưng bây giờ cần phải củng cố bằng cách công khai, bằng cách không công nhận công pháp quốc tế và xác lập chủ quyền thực tế. Họ không cần biết các cái thỏa ước của đã ký với quốc tế là gì. Họ không làm. Họ ký nhưng mà họ không làm. Rồi bây giờ xác lập chủ quyền thực tế như chúng tôi đã trình bày trước đây, rằng cái giàn khoan đó nó đến trong cái vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, có thể là nó đang đóng những cột mốc
để dọc theo đường lưỡi bò, thưa quý vị. Cái thứ hai là xây dựng cái đảo nhân tạo tại Gangma, đảo chữ thập Đa Vành Khăn như tiền đồn, thưa quý vị. Việc xây dựng đảo nhân tạo là cái quyền được cái luật biển công nhận, nhưng mà với điều kiện là đó thuộc trong vùng chủ, trong vùng thập đặc quyền kinh tế của mình, nhưng mà các cái nơi chiếm chưa phải là đặc quyền kinh tế, do đó cái việc xây dựng các đảo nhân tạo đó là hoàn toàn bất hợp pháp, không theo đúng cái quy luật của quốc tế. Và dùng tiếp vận hàm mới đây, dùng tiếp vận hàm chở có trọng tải 20.000 tấn để đi, để yểm trợ cho lực lượng bảo vệ hàng không, để tiếp liệu về dầu, về thức ăn, về tất cả mọi thứ cho các cái chiến hạm quanh, cho các cái chiến hạm và tàu bè quanh dòng khoang. Trước áp lực của dư luận quốc tế, Bắc Kinh đang thực thi đường lối ngoại giao nào, thưa quý vị? Đối với Hoa Kỳ thì họ phái 4 chiến hạm và 1.000 lính đến Hawaii để tập trận vành đai Thái Bình Dương do Mỹ chủ trương, với 23 quốc gia cùng 47 chiến hạm và 25.000 lính Mỹ tham dự. Như vậy để chứng tỏ rằng họ là một cường quốc và sẵn sàng hợp tác với Hoa Kỳ trong bất cứ việc nào. Đó là cái tại sao trước đây họ không tham dự, nhưng bây giờ họ tham dự là mục đích để họ chứng tỏ rằng họ đủ khả năng trở nên là một siêu cường, và họ hợp tác với Hoa Kỳ chứ không chống lại Hoa Kỳ, để chứng tỏ rằng bên cạnh tôi là có Hoa Kỳ và những anh láng giềng của tôi, chớ có hòng để chờ cho Hoa Kỳ đưa lực lượng quân sự tới cứu chẳng hạn. Giữ quan hệ với, quân sự với Mỹ, đây là hai bên có hai mục đích khác nhau. Một bên Mỹ muốn giữ quan hệ để kiềm chế cái hoạt động hoặc hiểu biết về cái hoạt động quân sự của Trung Cộng. Ngược lại, Trung Cộng muốn quan hệ quân sự với Mỹ để chứng tỏ rằng chúng ta là không những không đồng minh thì cũng là bạn, cho nên đừng có bao giờ can thiệp cái việc nội bộ của tôi. Đó là mục đích của Bắc Kinh. Dọa Nhật thì bây giờ họ biết rằng lực lượng của Nhật tương đương, bây giờ nên đánh Nhật thì không được rồi, nhưng mà cứ tiếp tục dọa, cứ tiếp tục đe dọa và ra sức chia rẽ Nhật và ASEAN. Chúng ta biết vừa đây thì Nhật đã cố gắng là muốn có một cái bang giao tốt đẹp hơn và có sự hợp tác quân sự với các nước ASEAN, cho nên Trung Cộng cho rằng bây giờ ông Nhật này, ông đang muốn dỡ lại cái trò của Thế chiến thứ hai là để xâm chiếm các cái nước, các ông phải coi chừng. Đó là cái làm bây giờ khó đánh Phi lắm, bởi vì Phi bây giờ có hiệp ước Mỹ Phi và vừa mới đây để tăng cường thêm một hiệp ước mới, do đó cho nên khó mà đánh, và hơn nữa là Phi xa Hoa Lục hơn, cho nên cái chuyện đó không rất khó. Nhưng mà Bắc Kinh vẫn tiếp tục lũng đoạn ASEAN, như là Mã Lai Á chủ tịch luân phiên sắp tới năm 2015 đây, thì muốn đấu dịu với Trung Cộng thay vì gay gắt. Còn cái thượng đỉnh ở tại Myanmar cũng, chúng ta cũng thấy rõ rằng ai cũng chỉ trích nhưng mà không nêu đích danh của Trung Cộng. Và có thể là Trung Cộng đang chuẩn bị đánh chớp nhoáng theo các hỏa lực một, thì nói là thế nào Trung Cộng cũng đánh Việt Nam để dằn mặt và đánh trong chớp nhoáng để cho các nước khác không thể cứu được Việt Nam. Vì tương quan lực lượng nghiêng về phía Trung Cộng, không sợ Mỹ can thiệp về dễ áp lực về chính trị và kinh tế. Chúng ta thấy rằng Việt Nam và Trung Cộng thì có cái mối quan hệ chính trị và kinh tế rất gần gũi, cho nên Trung Cộng dễ áp lực để cho Việt Nam bị chịu thiệt, bị im đi, im tiếng là chịu theo Trung Cộng. Thưa quý vị, ASEAN, Việt Nam, quốc tế đang áp dụng các biện pháp nào để đối phó với Bắc Kinh? Về ASEAN, chúng ta thấy cái xu hướng từ bỏ ảo tưởng đối với Trung Cộng đã gia tăng tại ASEAN, nhưng mà chưa đủ mạnh, thưa quý vị, tôi xin nhấn mạnh chưa đủ mạnh. Thì và hy vọng kéo Bắc Kinh đàm phán về quy tắc ứng xử trên Biển Đông, duy trì quan hệ tốt về kinh tế. Việt Nam thì gì? Việt Nam thì dọa kiện nhưng mà chưa có dấu hiệu rõ ràng. Như vậy thì họ mong chờ đàm phán hơn là chuẩn bị hồ sơ để mà đưa Trung Cộng ra trước tòa án quân sự. Và họ mong đàm phán để cho xuống thang. Mà nếu xuống thang thì hai bên cũng khỏi mất mặt. Rồi, nhưng mà Việt Nam còn chơi một trò nữa là kích tướng quốc tế. Tìm cách kích tướng để cho quốc tế theo mình và chống Trung Cộng.
Nhưng mà cái đó tôi nghĩ là không có ảnh hưởng lắm. Về quốc tế thì họ sử dụng hỏa lực mòm, tức là tuyên bố chống Trung Cộng đủ kiểu, nhưng mà họ khuyến khích hợp tác ASEAN về quân sự và kinh tế có điều kiện, nghĩa là anh hợp tác quân sự nhưng mà phải có điều kiện rõ ràng. Còn anh nói mơ hồ anh muốn hợp tác là không được. Bây giờ Mỹ thì họ đang tìm cách kiểm soát các hoạt động của Bắc Kinh. Nhật Bản thì thiết lập ban giao như chúng tôi vừa trình bày. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Việt Nam đi vào đâu. Hẹn tái ngộ. Thưa quý vị, trở lại phần tin tức trong ngày hôm nay. Bản tin tiếp theo, Sĩ Quyền xin phép được gửi đến quý vị phần chi tiết sau đây. Bản tin cho hay về việc doanh nghiệp Việt từ chối đưa gạo sang Phi vì giá quá rẻ. Thưa quý vị, lần đầu tiên kể từ năm 2008 trở lại đây, một số công ty Việt Nam xuất gạo gạch thẳng thừng từ chối việc tham gia thực hiện hợp đồng xuất cảng 800.000 tấn gạo sang Philippines. Theo tờ báo Pháp luật Sài Gòn, hợp đồng này do Vinafood, chữ viết tắt của Tổng công ty lương thực ở cả hai miền Nam Bắc, đã ký kết với Philippines sau khi thắng trọn vẹn gói thầu, cung cấp cho nước này 800.000 tấn gạo trong năm 2014. Theo như các doanh nghiệp xuất cảng gạo của Việt Nam, giá thắng thầu của Vinafood chỉ vào khoảng 370 Mỹ Kim cho mỗi tấn, quá thấp so với các thị trường khác. Các công ty này thì cho hay giá gạo trên thị trường thế giới cũng như nội địa đã tăng vọt đáng kể, vì vậy không thể tránh được tình trạng lỗ lã trầm trọng khi hoàn tất việc thực hiện hợp đồng nói trên. Và đây là lý do đã khiến cho hầu hết các công ty Việt Nam xuất cảng gạo không chịu nhận chỉ tiêu được phân bổ để cùng thực hiện hợp đồng bán cho Philippines 800.000 tấn gạo như đã nói trên. Cũng theo đại diện các công ty xuất cảng gạo của Việt Nam, Vinafood đã ký một hợp đồng có quá nhiều chi tiết nghiêm ngặt chưa từng có trong tiền lệ. Tờ báo Pháp luật tại Sài Gòn dẫn lời của ông Võ Tòng Xuân là chuyên viên kinh tế, cựu viện trưởng Viện Đại học Cần Thơ cho rằng Vinafood 1 và 2 ký hợp đồng bán gạo cho Philippines với giá quá thấp như thế này chắc chắn sẽ bị mất đi một khoản tiền khổng lồ lên tới trên 23 triệu Mỹ Kim. Và cũng theo lời của ông Xuân thì Việt Nam hoàn toàn có thể bán được với giá cao hơn vì không có đối thủ cạnh tranh, trong đó có Ấn Độ và Pakistan. Ông Võ Tòng Xuân thì cho rằng cán bộ lãnh đạo tổng công ty Vinafood thuộc sở hữu của nhà nước Cộng sản Việt Nam kém về kiến thức thị trường lẫn điều hành, cho nên đàm phán với giá quá thấp và lỗ thì cũng phải thực hiện hợp đồng. Đây là một trong những ví dụ điển hình của ngành nông nghiệp Việt Nam. Làm ăn lỗ lã, thất bát chỉ vì cấp điều hành dốt nát, chưa nói đến việc liệu là có tham nhũng hay không, mà người chịu nhiều tổn thất cuối cùng cũng là nông dân Việt Nam. Ngành du lịch Đà Nẵng trả giá đắt vì phụ thuộc du khách Trung Quốc. Thưa quý vị, báo mạng Infonet cho hay ngành du lịch Đà Nẵng đang phải trả giá đắt vì thiếu năng nổ và chấp nhận sự lệ thuộc du khách Trung Quốc thời gian qua. Báo này dẫn phúc trình của Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Đà Nẵng cho hay số lượng du khách Trung Quốc đến thành phố Đà Nẵng từ ngày 15 tháng 5 đến nay đã sụt đến 90% bởi vì tình hình căng thẳng tại Biển Đông và vì các vụ biểu tình bạo loạn vừa qua tại Việt Nam. Phúc trình này nói rằng riêng trong năm 2013, số du khách Trung Quốc đến Đà Nẵng lên hơn 105.000 lượt người, nhưng từ giữa tháng 5 đến nay chỉ còn vài ngàn người mỗi tháng. Ông Huỳnh Tân Vinh là Chủ tịch Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng cho rằng lẽ ra ngành du lịch Đà Nẵng cần phải đa dạng hóa thị trường, chứ không để lệ thuộc một thị trường để có thể rơi vào tình trạng khó khăn vì những rủi ro về chính trị hoặc là thời tiết. Ông Huỳnh Tân Vinh còn cho hay đã cảnh cáo các cơ quan thẩm quyền trong lĩnh vực du lịch của thành phố Đà Nẵng vì sự lệ thuộc quá mức vào thị trường Trung Quốc. Ông Huỳnh Tân Vinh cũng đã quả quyết rằng ngành kinh doanh du lịch đúng khi không bỏ qua thị trường Trung Quốc có tới 1 tỷ 300 triệu dân. Tuy nhiên thì ông này cho biết là ngành du lịch Việt Nam lẽ ra phải xác định một thái độ dứt khoát là không để biến thành con tin của thị trường Trung Quốc. Ông này cho rằng ngành du lịch Đà Nẵng phải mở mắt để nhìn thấy các thị trường tiềm năng khác, đó là Nga, Úc, Nhật Bản, Nam Hàn, thay vì cứ nhìn ngó thị trường Trung Quốc mà thôi. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã hứa hẹn thúc đẩy về nhân quyền như thế nào? Kính thưa quý vị, vào ngày hôm nay thì truyền thông Việt Nam lần đầu tiên đưa ra nhiều thông tin có liên quan tới cuộc họp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc khóa 26 tại Geneva, Thụy Sĩ, với sự tham dự của đại diện 47 quốc gia thành viên. Tờ báo Lao động dẫn lời Phó trưởng Phái đoàn Cộng sản Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc nói rằng Việt Nam ủng hộ việc bảo đảm quyền tự do ngôn luận của người dân, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người cũng như là quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội.
Tuy nhiên, bài báo này cũng lại nhấn mạnh về điều mà đại diện Cộng sản Việt Nam tại cuộc họp cho rằng, họ chia sẻ sự quan tâm về việc ngày càng có nhiều biểu hiện lợi dụng các quyền tự do hội họp và lập hội để gây rối, phá hoại an ninh quốc gia, trật tự xã hội, an toàn công cộng tại các nước, làm ảnh hưởng tới quyền lợi và lợi ích của người khác. Ông Phạm Quốc Trụ của Đài đại diện Cộng sản Việt Nam còn cho rằng Việt Nam ủng hộ việc bảo đảm quyền tự do ngôn luận của người dân nhưng cần lưu tâm thích đáng tới việc đặc thù lịch sử văn hóa, tôn giáo của mỗi xã hội. Qua bài báo này, theo dư luận, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cho thấy họ sẽ tiếp tục siết chặt việc theo dõi, kiểm duyệt, bắt bớ, bịt miệng các tổ chức báo chí tại Việt Nam, kể cả mạng xã hội. Với Cộng sản Việt Nam, việc dập tắt thông tin từ đầu nguồn có thể làm manh nha mọi tư tưởng và hành động, đòi thay đổi thể chế độc tài, đảng trị tại Việt Nam hiện nay là hết sức cần thiết. Và sau đây là phóng sự từ Việt Nam. Một người Đan Mạch đã dốc hết tiền của xây 24 cây cầu cho người Việt Nam, sau đó bị chính quyền lừa không còn nhà để ở. Thưa quý vị, những bloggers thông tin tự do trên các trang mạng vừa khám phá một sự kiện gây chấn động nhân tâm. Một đôi vợ chồng cao niên, chồng là người Đan Mạch, vợ là người Việt Nam, đã đổ hết tâm sức tiền của để xây 24 cây cầu treo và 5 trường học tại những vùng nông thôn nghèo của Việt Nam. Thế nhưng cuộc đời họ lại không gặp suôn sẻ ngay trên chính mảnh đất mà họ yêu quý. Thậm chí họ còn bị chính quyền địa phương Cộng sản Việt Nam lừa trắng tay và hiện nay phải sống trong một ngôi nhà xây tạm bợ. Hình ảnh mà quý vị đang thấy được chụp vào cuối năm 2013. Cho đến nay thì hai ông bà vẫn đang sống trong nghèo khó và sự bạc đãi của chính quyền địa phương. Đôi vợ chồng đó là ông Kurt Lander Jensen và người vợ là bà Ngọc Nhung, thường được gọi là bà Sang. Ông Kurt kể lại rằng, trong một lần về quê vợ ở Bảo Lộc, Lâm Đồng, chứng kiến cây cầu đã cũ nát và quá nguy hiểm, trẻ em có thể chết vào bất cứ lúc nào khi đi qua cây cầu này, thì ông Kurt đã quyết định dùng khả năng của mình để làm lại chiếc cầu treo mới cho người dân địa phương qua lại an toàn. Nhưng cây cầu đầu tiên trong số 24 cây cầu mà ông đã dựng lên tại Việt Nam đã không phải dễ dàng. Sau khi vừa dùng tiền của mình, vừa vận động tài trợ ở nhiều nơi thì ông Kurt đã phải vất vả chi tiền lót tay cho Hải quan Việt Nam để có thể lấy được vật liệu được vận chuyển từ đường biển ra để xây cầu cho người Việt đi lại. Thưa quý vị, khi mà chiếc cầu đầu tiên ở Bảo Lộc được khánh thành, một bà cụ đòi nắm tay của ông dẫn bà qua cầu. Cụ bà này đã bật khóc vì nỗi vui sướng và tâm sự rằng đã 20 năm nay bà chưa bước qua được sang bên này đồi. Những bản vẽ về việc xây dựng những cây cầu giá rẻ chắc chắn cho nông thôn được quốc tế đánh giá cao, nhưng chính quyền Việt Nam thì làm lơ. Việc xây cầu rẻ không có lợi gì cho họ, thậm chí thiện chí của ông Kurt còn phá hoại đời sống của các quan chức địa phương, vì khi nhà nước trung ương rót những nguồn tiền lớn xây cầu theo yêu cầu thì các quan chức địa phương mới có thể chia nhau tiền tham nhũng. Chính vì vậy, thưa quý vị, ông Kurt bị coi là người phá hoại đời sống, làm giàu của các quan chức nhiều vùng và từ đó thì ông ta bị làm khó, hãm hại cho đến khánh kiệt như ngày hôm nay. Vợ chồng của ông đã tận tụy cống hiến trong 6 năm để hoàn tất 24 cây cầu và 5 ngôi trường học. Cay đắng nhất là khi ông bà dồn hết tiền của ít ỏi trong số tiền lương hưu để dành của ông Kurt để mua một căn nhà dưỡng già, thì chính quyền địa phương ở Bình Thuận đã lừa bán cho ông bà một miếng đất đắt đỏ nhưng là phần đất đã được quy hoạch sẽ lấy đi xây dựng của nhà nước. Thế là ông bà mất trắng. Trước đó thì chính quyền Bình Thuận cũng đã lừa một người Úc đến tán ra bại sản như vậy. Câu chuyện của đôi vợ chồng ông Kurt đã làm cho rất nhiều người Việt Nam trong nước cảm thấy nhục nhã cho chế độ Cộng sản Việt Nam, luôn phản trắc trước lòng tốt của người khác. Nó cũng là một bài học cần nhớ cho nhiều Việt Kiều vẫn có một niềm tin rằng khi trở về làm ăn lương thiện trong nước sẽ không thể gặp khó khăn gì. Và sau đây là một phóng sự từ San Jose. Kính thưa quý vị, phóng viên Mỹ Lợi thực hiện phóng sự về Hội cựu giáo sinh sư phạm Quy Nhơn Berkeley tổ chức một chương trình họp mặt hè vào lúc 11 giờ sáng hôm Chủ nhật ngày 8 tháng 6 năm 2014 tại nhà hàng Phú Lâm San Jose với gần 200 quan khách tham dự, gồm có thầy cô và các bạn đồng môn ở xa về đây cùng với các thân hữu tại địa phương. Mời quý vị cùng theo dõi. Kính thưa quý khán thính giả, Hội cựu giáo sinh sư phạm Quy Nhơn Bắc California tổ chức một chương trình họp mặt hè lúc 11 giờ sáng Chủ nhật ngày 8 tháng 6 năm 2014 tại nhà hàng Phú Lâm San Jose với gần 200 quan khách tham dự gồm thầy cô và các bạn đồng môn ở xa về đây cùng các thân hữu tại địa phương. Chương trình được bắt đầu với nghi thức chào cờ Mỹ Việt và phút mặc niệm. Sau phần tuyên bố lý do, chào mừng và giới thiệu quan khách, ông Nguyễn Bình, hội trưởng cựu giáo sinh sư phạm Quy Nhơn Bắc California, đọc diễn văn khai mạc với lời chào mừng và điểm qua một số hoạt động của hội trong năm qua. Trích đoạn. Với lòng nhiệt thành và với tinh thần lá lành đùm lá rách,
Ban Kinh tế Xã hội đã thực hiện được một số công tác sau đây. Thứ nhất, thăm viếng thầy cô giáo và các đồng bạn đồng môn bị bệnh tật, san sẻ phần nào nỗi khó khăn của một số anh chị em khi thầy cô còn ở nơi quê nhà hay tại hải ngoại. Chúng tôi hy vọng và cầu chúc với đàn lớn mạnh này không phải chỉ ở sư phạm Quy Nhơn, Bắc Cali mà sư phạm Quy Nhơn, Texas Houston, sư phạm Quy Nhơn tất cả các nơi trên toàn thế giới. Mỗi năm hội chúng tôi được tổ chức 2 lần, một lần vào mùa hè và một lần vào mùa đông vào tháng 12. Và mục đích là để gặp gỡ nhau, tay bắt mặt mừng, trao đổi hàn huyên, tâm sự, nhớ lại trường cũ thời xưa. Tôi phát hành đặc san 2014 để nhằm gửi đến quý anh chị đồng môn, quý thầy cô hay là quý thân hữu, nói lên cái lời cảm ơn, một món quà tinh thần. Giờ ngày hôm nay là có cả khóa từ khóa 1 cho tới khóa 13. Khóa 13 là khóa cuối cùng vào năm 1975. Càng ngày cái số người tham dự càng đông hơn. Mới đầu thì chừng mấy chục, 3, 4, 50, 6, từ từ 7, 80. Lên chung giờ tới cũng gần cả 100 giờ luôn. Tôi đi cũng nhiều cái đại hội họp mặt như thế này. Nhưng mà với sư phạm Quy Nhơn á, nó có một cái thân tình rất là đặc biệt. Họ chỉ dùng những cái người trong khóa sinh của họ để trình diễn. Buổi họp mặt trong không khí thân tình và ấm cúng kết thúc lúc 2 giờ 30 chiều sau phần văn nghệ rất phong phú do chính các thành viên trong hội trình bày, gồm đơn ca, song ca, hợp ca, vũ hoặc cảnh và xổ số. Mỹ Lợi tường trình từ San Jose xin thân ái kính chào quý vị. Thưa quý vị, bản tin cho biết là tờ báo Pháp luật Sài Gòn dẫn phúc trình của Cục Kiểm ngư Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay 11 tháng 6 năm 2014 cho biết Trung Cộng đã rút bớt 5 tàu chiến quanh khu vực giàn khoan Hải Sương 981, chỉ còn có 114 tàu so với ngày hôm qua. Tuy nhiên, theo phúc trình này thì Trung Cộng đã sắp xếp lại đội hình bao quanh giàn khoan Hải Sương 981 và áp dụng chiến thuật càn phá quyết liệt không để tàu Việt Nam đến gần giàn khoan Hải Sương 981 trong khoảng cách từ 7 tới 11 hải lý. Trung Cộng còn áp dụng chiến thuật đưa 35 tàu đánh cá của họ với sự trợ giúp của 2 tàu hải cảnh tiếp tục bao vây ngăn cản chặn phá tàu đánh cá Việt Nam hoạt động tại ngư trường truyền thống quanh khu vực giàn khoan Hải Sương 981. Tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam đã buộc phải đánh một đường vòng để tránh các đợt tấn công của tàu Trung Cộng. Và cũng trong ngày hôm nay 11 tháng 6 thì báo Dân Trí dẫn tuyên bố của nghiệp đoàn nghề cá Phổ Quang của huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi cho hay 2 chiếc tàu đánh cá Việt Nam đã bị tàu Trung Cộng tấn công phá lưới, cướp tài sản tại vùng biển Hoàng Sa. Chủ tàu là ông Trương Năm và Phạm Chính cho biết là tàu sắt của Trung Cộng xuất hiện đột ngột cập sát 2 chiếc tàu đánh cá Việt Nam, cuốn và dùng câu cắt đứt nát cả lưới. 2 ông còn xác nhận rằng máy bay Trung Cộng bay lượn sát tàu của 2 ông đe dọa đuổi đi nơi khác. Một chiếc tàu đánh cá khác của bà Huỳnh Thị Kim Cúc cũng bị người của tàu Trung Cộng cướp sạch tài sản và lương thực, gây thiệt hại khoảng 40 triệu đồng, tương đương với 2.000 Mỹ Kim. Một thuyền trưởng kim chủ tàu đánh cá DNA 90235 của thành phố Đà Nẵng cũng cho biết là tàu Trung Cộng gắn mũi lê dài để đâm chìm những chiếc tàu đánh cá của Việt Nam không tránh kịp. Ông Trương Văn Hay nói rằng chưa bao giờ thấy thái độ hung hăng của tàu Trung Cộng đến như thế trong 25 năm sống với nghề đi biển của ông. Cũng sáng ngày 10 tháng 6 thì ông Bùi Đình Cảm là chủ tàu QT 91595 xác nhận chuyến ra khơi thất bại của mình, chỉ đánh bắt được có 4 tạ cá suốt 10 ngày qua vì bị tàu Trung Cộng cắt đứt lưới. Và thưa quý vị, cuối cùng thì ông Cảm đã phải thu dọn để quay trở lại bờ, kết thúc sớm cuộc hải trình. Ông cho biết là tấm lưới cá của ông trị giá 2 tỷ đồng, tương đương với 100.000 Mỹ Kim, có được từ một hợp đồng vay của ngân hàng. Tờ báo Dân Trí dẫn lời của ông Bùi Đình Sành, trưởng ban tàu thuyền thị trấn Cửa Việt, huyện Gia Linh cho hay, tàu ngư dân của Việt Nam bị tàu Trung Cộng tấn công, đánh phá liên tiếp khiến cho họ rơi vào cảnh khó khăn, nợ nần chồng chất. Trong tháng qua, ít nhất là 4 tàu cá Quảng Trị và tàu Trung Cộng bị tàu Trung Cộng phá lưới đuổi khỏi ngư trường.
Trong khi đó cũng có tin về việc băng đảng ở Lào tiếp tục đưa ma túy vào Việt Nam. Báo Dân Trí cho hay lính biên phòng Cộng sản Việt Nam và công an của tỉnh Siêng Khoảng của Lào vào hôm 11 tháng 6 đã bắt được 2 người Lào trong một đường dây vận chuyển ma túy xâm nhập Việt Nam. Nguồn tin này còn nói rằng phía Việt Nam tịch thu 20 bánh heroin, 5.000 viên ma túy tổng hợp tại cửa khẩu Nậm Cắn và đồn biên phòng Mường Thiếp thuộc huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Hai người Lào bị bắt cùng với tang vật là một chiếc xe hơi, một chiếc xe gắn máy dùng để chở số lượng ma túy nói trên. Ngoài ma túy, Công an Cộng sản Việt Nam đang phải vất vả tìm cách ngăn chặn nạn vận chuyển thuốc lá lậu từ phía Campuchia vào Việt Nam qua ngõ Long Xuyên, An Giang. Báo Người Lao Động cho biết sáng ngày 11 tháng 6, Đội Quản lý Thị trường và Công an Giao thông Cộng sản Việt Nam tại quận Cái Răng thuộc thành phố Cần Thơ chặn xếp một chiếc xe hơi chở đầy thuốc lá lậu. Người ta còn tìm thấy trên chiếc xe này khoảng 4.500 gói thuốc lá hiệu Hero vận chuyển bất hợp pháp từ thành phố Long Xuyên thuộc tỉnh An Giang về phía huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Theo như dư luận thì số vụ bắt thuốc lá lậu từ biên giới phía Tây Nam đổ Việt Nam là rất hiếm hoi. Vì vậy thuốc lá lậu vẫn còn tiếp tục từ Campuchia tràn về Việt Nam hầu như là mỗi ngày. Doanh nghiệp Việt Nam từ chối đưa gạo sang Phi vì giá quá rẻ. Lần đầu tiên kể từ năm 2008 trở lại đây thì một số công ty Việt Nam xuất cảng gạo thằng thừng từ chối việc tham gia thực hiện hợp đồng xuất cảng 800.000 tấn gạo sang Phi Luật Tân. Theo báo Pháp Luật Sài Gòn, hợp đồng này do Vinafood, chữ viết tắt của Tổng Công ty Lương thực ở cả hai miền Nam và Bắc, đã ký kết với Phi Luật Tân sau khi thắng trọn vẹn gói thầu, cung cấp cho nước này 800.000 tấn gạo trong năm 2014. Theo các doanh nghiệp xuất cảng gạo của Việt Nam, giá thắng thầu của Vinafood chỉ vào khoảng 370 Mỹ Kim mỗi tấn, quá thấp so với các thị trường khác. Các công ty này cho hay là giá gạo trên thị trường thế giới cũng như nội địa đã tăng vọt đáng kể, vì vậy không thể tránh được tình trạng lỗ lã trầm trọng khi mà hoàn tất việc thực hiện hợp đồng nói trên. Đây là lý do khiến hầu hết các công ty của Việt Nam xuất cảng gạo không chịu nhận chỉ tiêu được phân bổ để cùng thực hiện hợp đồng bán cho Phi Luật Tân 800.000 tấn gạo như đã nói trên. Cũng theo đại diện các công ty xuất cảng gạo của Việt Nam thì Vinafood đã ký một hợp đồng có quá nhiều chi tiết nghiêm ngặt chưa từng có tiền lệ. Các khoản quy định trong hợp đồng này nói rằng Việt Nam giao gạo không đúng tiêu chuẩn của Phi Luật Tân sẽ bị phạt rất nặng, chẳng hạn như là không được giao gạo nhiều hơn 1% tấm, không xay sát dối, hạt gạo nguyên quá ít và độ ẩm quá nhiều v.v. Chỉ riêng một mức phạt vạ mất 3 Mỹ Kim trên mỗi tấn gạo có thể có nhiều hơn 1% tấm thì coi như là phía Việt Nam mất đến 2.400.000 Mỹ Kim. Báo Pháp Luật Sài Gòn dẫn lời ông Võ Tầm Xuân, chuyên viên kinh tế, cựu viện trưởng Viện Đại học Cần Thơ cho rằng Vinafood 1 và 2 ký hợp đồng bán gạo cho Phi Luật Tân với giá rẻ chắc chắn sẽ bị mất một khoản tiền khổng lồ lên tới 23 triệu Mỹ Kim. Ông Xuân nói rằng Việt Nam hoàn toàn có thể bán được với giá cao hơn vì không có đối thủ cạnh tranh, trong đó có Ấn Độ và Pakistan. Ông Võ Tầm Xuân cho rằng cán bộ lãnh đạo tổng công ty của Vinafood thuộc sở hữu nhà nước Cộng sản Việt Nam kém về kiến thức thị trường lẫn điều hành nên đàm phán với giá quá thấp và lỗ thì cũng phải thực hiện hợp đồng. Và đây là một trong những ví dụ điển hình của ngành nông nghiệp Việt Nam làm ăn lỗ lã thất bát chỉ vì cấp điều hành rốt nát, chưa nói đến việc liệu có tham nhũng hay không, mà người chịu nhiều tổn thất cuối cùng là nông dân Việt Nam. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hứa hẹn thúc đẩy nhân quyền. Ngày hôm nay, truyền thông Việt Nam lần đầu tiên đưa nhiều thông tin có liên quan đến cuộc họp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc khóa thứ 26 tại Geneva, Thụy Sĩ, với sự tham dự của đại diện 47 quốc gia thành viên. Báo Lao động dẫn lời Phó trưởng Phái đoàn Cộng sản Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc nói rằng Việt Nam ủng hộ việc bảo đảm quyền tự do ngôn luận của người dân, bảo vệ thúc đẩy quyền con người cũng như là quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội. Tuy nhiên, bài báo này cũng nhấn mạnh về điều mà đại diện Cộng sản Việt Nam tại cuộc họp cho rằng họ chia sẻ sự quan tâm về vấn đề này, ngày càng có nhiều biểu hiện lợi dụng các quyền tự do, hội họp và lập hội để gây rối, phá hoại an ninh quốc gia, trật tự xã hội, an toàn công cộng tại các quốc gia, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của những người khác. Ông Phạm Quốc Trụ là đoàn đại diện Cộng sản Việt Nam cho rằng Việt Nam ủng hộ việc bảo đảm quyền tự do ngôn luận của người dân nhưng cần lưu tâm thích đáng đến đặc thù lịch sử, văn hóa, tôn giáo của mỗi xã hội. Và qua bài báo này, theo dư luận thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cho thấy họ sẽ tiếp tục siết chặt việc theo dõi, kiểm duyệt, bắt bớ, biệt miệng các tổ chức báo chí tại Việt Nam, kể cả mạng xã hội. Với Cộng sản Việt Nam, việc dập tắt thông tin từ đầu nguồn có thể làm manh nha mọi tư tưởng và hành động đòi thay đổi thể chế độc tài đảng trị tại Việt Nam hiện nay là hết sức cần thiết.
Và thưa quý vị, sau đây là phóng sự cộng đồng thông tín viên Bằng Bùi tường trình buổi bế giảng lớp giáo lý và Việt ngữ niên học 2013-2014 tại thành phố Charlotte, North Carolina. Xin mời quý vị theo dõi sau đây. Kính thưa quý khán giả, gìn giữ tiếng Việt để bảo tồn và phát huy nền văn hóa dân tộc là mối quan tâm của nhiều người Việt đang sinh sống tại hải ngoại. Giáo sư Thánh Giuse, 4929 đường St. Porter, Charlotte, NC 28273. Ngoài việc giảng dạy và học hỏi tiếng Việt, việc truyền bá tin mừng của Chúa và giảng dạy giáo lý Công giáo cho các em nhỏ cũng là một nhu cầu rất cần thiết. Đó chính là mục đích hoạt động của trường Thiên Mẫu. Các lớp học mặc dầu giờ học không nhiều, chỉ vào ngày cuối tuần, nhưng với sự thiện chí hy sinh phục vụ của các sơ, các thầy cô, nhất là các phụ huynh đã tích cực cộng tác vào việc giáo dục mà các em đã nói, đọc và viết được tiếng Việt, cũng như tham gia vào chương trình Đố Vui để học hôm Chủ nhật mùng 1 tháng 6 năm 2014. Hãy cho biết tiếng Việt có bao nhiêu chữ cái? Có 29. 29 gì con? 29 chữ con. Đúng rồi. Phản nghĩa của to lớn là nhỏ bé, phản nghĩa của lười biếng là siêng năng. Đúng rồi. Thánh lễ bế giảng niên học năm 2013 đến 2014 lúc 10 giờ sáng Chủ nhật mùng 8 tháng 6 năm 2014. Đặc biệt thánh lễ hôm nay, sau một thời gian học tập về giáo lý, 54 em đã được linh mục Phêrô Trương Vĩnh Trị chính sứ cho xưng tội. Một tràng pháo tay rất là lớn để chúc mừng cho các em hôm nay. Nhân dịp này, linh mục chính sứ cũng bày tỏ tâm tình đến quý phụ huynh, các thiện nguyện viên. Chúng ta không thể nào quên ơn được anh chị em, đó là ơn giáo dục của quý thầy cô giáo, dạy cho các em của mình từ đức tin cho đến văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam của mình, nhưng hy sinh rất nhiều để truyền đạt lại cái kiến thức cho các em của mình. Và đã riêng năm nay mình có thêm một cái khối nữa gọi là khối Anh ngữ nha, để mà mình hướng dẫn thêm về tiếng Anh để những ai cần thiết những tiếng Anh giao dịch. Mình sống ở xứ Mỹ thì mình cần biết thêm tiếng Anh nữa. Năm nay là một năm phải nói rất thành công cho trường Thiên Mẫu của mình. Như chị Nhật Uyên, trưởng ban quản trị của mình đã trình bày, là chúng ta có một số các em rước lễ thêm sức đông kỷ lục từ trước đến nay, và mình lại có thêm năm đầu tiên thành công trong chương trình Anh ngữ nữa. Vậy một lần nữa một tràng pháo tay thật lớn cho trường Thiên Mẫu của mình nha. Giáo xứ là nơi giúp cho mọi người đến thờ phượng Chúa, tạ ơn Chúa, cầu nguyện, còn là nơi cho mọi người, nhất là giới trẻ, có nơi sinh hoạt, học hỏi về đức tin Công giáo, văn hóa cội nguồn Việt Nam. Tôi Bùi Văn Bằng tường trình cho đài FPTN tại Giáo xứ Thánh Giuse, thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina. Thưa quý vị, và sau đây là phóng sự từ Oregon. Phóng viên Quang Trung thực hiện phóng sự về cộng đồng người Việt quốc gia tại Oregon tham dự diễn hành lễ hội Hoa Hồng tại thành phố Portland. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Kính chào quý khán thính giả. Vừa qua, vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy, ngày 7 tháng 6 năm 2014, tại trung tâm Coliseum của thành phố Portland đã diễn ra buổi diễn hành xe hoa do Hội Hoa Hồng tổ chức. Có gần 100 tổ chức quân đội, đoàn ban nhạc và các cộng đồng sắc tộc tham dự. Chương trình được khai mạc vào lúc 8 giờ 30 phút sáng với những thành viên của Hội Hoa Hồng bước vào bên trong Coliseum. Kế đến là phần trình diễn nhạc. Tiếp theo là phần các em học sinh trung học thi ứng xử Hoa Hậu và đăng quang Hoa Hậu khối trường trung học Portland. Sau đó, phần diễn hành xe hoa bắt đầu. Năm nay, cộng đồng người Việt Oregon tham gia diễn hành với chủ đề Vinh danh cờ vàng ba sọc đỏ, là cờ đại diện cho tự do, dân chủ, nhân quyền. Mến mời quý vị theo dõi phóng sự. Overwhelmed, excited, thankful, blessed. I could go on and on because it's truly an incredible thing, and I don't even know how to express how I feel right now. Thank you.
hành xe hoa gồm 4 miles đã đi qua các đại lộ của trung tâm thành phố, được đồng bào đứng hai bên đường hân hoan chào đón một cách nồng nhiệt. Chúng tôi, nhóm thông tín viên chính trị xã hội, tường trình từ thành phố Portland, Oregon, thân mến chào tạm biệt quý vị. Cảm ơn quý vị đã chờ đợi để tiếp tục theo dõi bản tin qua tình đúng. Sau đây, kính mời quý khán thính giả theo dõi phần phóng sự đặc biệt về lễ kỷ niệm ngày khánh thành đài tưởng niệm nạn nhân cộng sản tại Hoa Tình Đốn. Kính chào, chúng tôi là Võ Thành Nhân và đến với chương trình ngày hôm nay, chúng tôi hân hạnh được tiếp xúc với ông Đinh Hùng Cường sau khi mà chúng tôi có một cái dịp để mà tham dự một cái ngày lễ gọi là lễ kỷ niệm 20 năm thành lập một cái foundation của những người nạn nhân cộng sản. Trước hết xin kính chào ông Đinh Hùng Cường. Xin chào anh em Võ Thành Nhân. Xin kính chào quý vị khán thính giả đài truyền hình SBTN. Khi mà chúng ta đi tham dự một cái ngày mà chúng ta thấy rằng có rất là nhiều người Âu Châu, đặc biệt là cái người Đông Âu, cái ghi nhận của ông về cái buổi lễ như thế nào vậy thưa ông? Thưa anh Võ Thành Nhân, tức là anh muốn hỏi tôi về cái overview về cái buổi lễ. Thì trong cái buổi lễ ngày hôm nay rất may là một cái ngày rất là đẹp trời, thành thử ra cái ban tổ chức họ thành công. Lúc đầu u ám sợ trời mưa đó, thì tôi thấy rằng thì là ở đó có 44 quốc gia họ tới đó, và có 20 người đại sứ của 20 quốc gia đã từng bị cộng sản chiếm đóng. Thành ra cái buổi lễ ngày hôm nay họ kỷ niệm 20 năm thành lập cái foundation đó, gọi là VOCMF, viết tắt là Victim of Communism Memorial Foundation. Thì bây giờ mình cứ gọi là VOCMF cho nó dễ nói chuyện. Thì trong cái buổi lễ đó mình thấy rằng thì là cái buổi lễ rất là trang nghiêm, được tổ chức dưới một cái tượng đài, và cái tượng đài đó là cái hình mà các sinh viên ở Thiên An Môn họ đã làm ra trước khi họ bị thảm sát cách đây 24 năm, và đó là cái biểu tượng của cái tượng đài mà tưởng niệm những nạn nhân cộng sản ở trong đó. Về khi mà chúng ta nói tới thành phần tham dự, có những đại diện của dân cử của Hoa Kỳ cũng có mặt ở đó. Dạ. Yeah. Thì đúng vậy. Ngoài cái vấn đề đại diện dân cử Hoa Kỳ, tôi để ý tới cái bà Fentos, bà Annette, bà ông chồng bà là một người dân biểu, mà bà nói một câu mà mọi người nghe rất cảm động là: thưa quý vị, năm nay tôi 83 tuổi rồi, mà tôi còn lên đây vì cái những người mà đã bị cộng sản thảm sát và những người hiện đang sống mà bị chà đạp tự do và nhân quyền trong chế độ cộng sản. Đó là một cái lời nói rất rất là cảm động của một cái người đàn bà đã 83 tuổi. Và ngoài ra đó thì người ta cũng nhắc lại là khi Tổng thống Bush ông ấy khánh thành cái đài tưởng niệm, ông có nói một câu: thế kỷ 20 là một cái thế kỷ mà gọi là tệ hại, đã giết chết không biết bao nhiêu người dưới cái chế độ cộng sản. Và cái số thống kê của Liên Hợp Quốc đó, nó cho biết đến là 100 triệu nạn nhân. Mà trong 100 triệu nạn nhân, nó có 1 triệu người là người Việt Nam, thưa anh Võ Thành Nhân. Và kính thưa vị, chúng tôi ngày hôm nay chúng tôi cũng có cái giống như ông Đinh Hùng Cường, có nghĩa là chúng tôi có một cái cảm nhận rất là đặc biệt khi mà một cái nhìn ở dưới một cái tượng đài như vậy đó. Sau khi mà buổi lễ xong rồi thì có những cái tràng hoa, và những cái tràng hoa đó cho tôi một cái cảm nhận rất là quan trọng đối với cái vấn đề mà gọi là những người nạn nhân cộng sản. Ông có thể cho biết rằng cái tràng hoa rất là đặc biệt mà năm nào cũng có của cộng đồng người Việt của mình. Dạ, tôi thấy là cái đây là cái điều cảm động. Ngoài những cái tràng hoa mà các quốc gia mà bị cộng sản thống trị thì người của họ bị cộng sản giết thì họ đặt cái tràng hoa, thì mình cũng không có lấy làm ngạc nhiên. Nhưng ở trong đó có những quốc gia mà Âu Châu tôi thấy rất là lịch sự, trong quốc gia như Thụy Sĩ và Thụy Điển là những quốc gia không có hề bị cộng sản sát hại, họ cũng đem cái tràng hoa tới, cái tinh thần đó là cái tinh thần nhân loại. Và bên cạnh đó thì hàng năm tôi vẫn thấy một cái tràng hoa của đồng bào bị thảm sát ở Huế, và cái tràng hoa đó do người Việt Nam của mình đem tới, thì tôi nghĩ là cái sự góp mặt của cái tràng hoa đó cho 1 triệu sinh linh người Việt Nam đỡ bị tủi hận, vì dầu sao chăng nữa họ cũng được tưởng nhớ trong cái ngày mà tất cả 100 triệu đồng bào bị giết bởi cộng sản. Và kính thưa vị, chúng tôi cũng ghi nhận rằng là những người mà bị giết hại bởi cộng sản, nhưng mà bên cạnh đó cũng có những người bị cộng sản hại vẫn còn sống,
và trong tương lai còn nhiều người nữa bị cộng sản hãm hại trong qua vấn đề tranh đấu cho tự do dân quyền hay là cho cái quyền làm người của những người mà không thích chế độ cộng sản. Thì chúng tôi cũng nhận thấy rằng là bên cạnh đó thì chúng tôi có được biết rằng ông Đinh Hùng Cường cũng có gặp ông Trần Quang Thành đến từ tiệm khác. Thì ông cũng có chia sẻ một số những cái cảm nhận của ông. Dạ đúng vậy, thì trước khi tôi nói với ông Trần Quang Thành thì ông Lee Edwards trong cái bài diễn văn của ông ấy, ông đã nói tới cái điều anh Võ Thành Nhân nói. Ông bảo rằng nếu mà nói cái chế độ cộng sản đã cáo chung, nếu nói tới 100 triệu người đã bị tàn sát rồi đó, thì ngày hôm nay đó, bao nhiêu người đã bị trà đạp tù tội ở Bắc Cao Ly, bao nhiêu người đã không được quyền tự do tín ngưỡng, không có dân chủ ở Việt Nam, và bao nhiêu người không có tự do ở những quốc gia này, quốc gia khác. Thành thử ra do đó, đó ngày hôm nay mặc dù người ta tưởng niệm 100 triệu nhân dân cộng sản, nhưng mà vẫn còn có những người là nạn nhân của cộng sản, đặc biệt là ông Thành. Chúng tôi nói chuyện với ông từ tiệp khác, và vì ông ấy tố cáo những cái tội ác của cộng sản, những cái tham nhũng này kia đó, cộng sản đã đánh đập ông ấy, tạt axit vô mặt ông ấy, và tôi thấy cái mặt ông mới nhìn mình cũng thấy sợ sợ. Nhưng mà sau khi mình nói chuyện ông, mình thông cảm, mình thấy đó là cái tội ác cộng sản chứ không phải cái vết xấu trên mặt ông ấy, thưa anh em. Và kính thưa vị, chúng tôi cũng ghi nhận rằng là khi mà chúng ta có một cái tượng đài như vậy đó, thì sự đóng góp của cộng đồng người Việt, đặc biệt cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ rất là quan trọng. Và hơn như thế nữa, nói riêng đó, là cộng đồng người Việt tại thủ đô Hoa Tây Đốn. Ông Đinh Hùng Cường là một trong những người bắt đầu từ cái buổi ghi quỹ đầu tiên. Ông có thể cho biết những cái chi tiết phía sau mà đồng hương chúng ta muốn biết vậy thưa ông? Thưa quý vị, đây cũng là cái dịp mà cho chúng tôi được phép ôn lại những cái chuyện đó. Thì cái người đầu tiên mà biết được những cái tin tức là họ có thành lập cái tượng đài để tưởng niệm 100 triệu người nạn nhân cộng sản, trong đó có 1 triệu người Việt Nam, đó là ông Sơn Tùng. Khi ông Sơn Tùng về họp với tất cả anh em ở trong cộng đồng thì chúng tôi đã thành lập ra một cái ủy ban. Và ngay cái buổi gây quỹ đầu tiên á, thì quý vị có thể tưởng tượng ở tại Washington DC mà cô bác đã cho 34.000 đô la trong một cái buổi chiều hôm đó. Thì chúng tôi thấy rằng thì là cái tinh thần của người Việt Nam mà yểm trợ cái đó là quá lớn, bởi vì chưa bao giờ có cái số tiền nhiều như vậy. Bên cạnh đó đó thì có một ông thượng nghị sĩ, ông ấy sponsor cái chương trình này, nếu ai nó gọi là dollar match for dollar, tức là anh cho một đồng thì ông cho một đồng, mình cho 34.000, ông cho 34.000, thành ra tức thì cộng đồng mình có 70.000. Thì thưa quý vị, lợi dụng cái sự mà cổ động như vậy, chúng tôi quyết định thành lập một cái ngày gọi là ngày công lý ở bên California. Thì cái ngày công lý bên California vào năm 2007 được đài SBTN hỗ trợ. Sau khi mà tổ chức một cái buổi đại ca, đại văn nghệ ở bên đó, trừ hết tất cả phí tổn đó, đài SBTN đã giao cho ông Lee Edwards trên 100.000 đô la. Chúng tôi không có nhận cái tiền đó, chúng tôi chỉ làm những cái việc yểm trợ, và đồng tiền đến thẳng từ đài SBTN cho ông Lee Edwards, tức là ông chủ tịch đó. Và tóm lại, trong cái bức tượng đài này, cộng đồng Việt Nam mình đã đóng gần 200.000 đô la. Thành ra đó là một cái số tiền rất là lớn lao, và họ rất là cảm động. Và cái ngày họ vỡ đất để mà động thổ đó, họ đã cho một người đại diện của chúng ta, tức là ông Sơn Tùng, được cầm cái cuốc để mà vỡ đất làm ở đó. Chúng tôi cũng xin thưa rằng là cái tượng đài hiện nay đang tọa lạc tại một cái góc đường gọi là New Jersey với lại đường Massachusetts. Những ai mà biết cái Washington Union Station á, thì có con đường Massachusetts ở đó, đi về hướng Chinatown thì đi độ khoảng chừng nửa mile thôi, nửa dặm, thì thấy cái đường New Jersey nó cắn ngang qua ngay tại cái Veteran Admin Building. Thì chúng ta ngay cái đó cũng là ngay chỗ cái trường luật Georgetown, ở ngay chỗ đó nó có một cái campus nằm ở đó. Thì ngay cái góc đường đó là cái, chúng ta thấy một cái tượng đài của những, một cái biểu tượng của một người sinh viên của có của... cái điểm đáng nói nữa đó. Cái tượng đài này nó nói lên tội ác cộng sản, mà cái tòa đại sứ cộng sản nó cũng nằm trên đường Massachusetts ở đầu phía kia. Thành ra phía đầu này đó là cho thế giới thấy rằng cộng sản là tội ác. Và mỗi một ngày đó, cũng phải nói anh Nhân và quý vị, là có khoảng 20.000 xe cộ đi qua trên con đường đó, và họ sẽ thấy cái bức tượng đó, và họ sẽ thấy cái tội ác cộng sản. Dạ đúng, tức là nếu mà chúng ta lấy cái con đường mà Massachusetts đi ngang qua New Jersey, đi vào Chinatown, đi lên băng qua cái Dubon Circle thì sẽ tới đường Massachusetts với đường A, thì ngay cái chỗ đó là tòa đại sứ cộng sản Việt Nam đang nằm ở đó. Và chúng tôi và ông Đinh Hùng Cường vào cái ngày thứ tư ngày hôm nay đó mà chúng tôi đi đó, thì chúng tôi có thấy được điều như vậy. Bên cạnh những người Việt Nam đến tham dự đó, thì chúng ta còn thấy ngay cả những người Đông Âu, rất đông những người Đông Âu, và đặc biệt là những người Ukraine. Ngày trong cái buổi lễ năm nay là có lẽ là cái ngày của người Ukraine. Họ đang bị thế nào đó, cứ gọi là cộng sản lừng lững trở lại, hay là cái thế của cái người Nga sắp sửa xâm lấn đất nước của họ, giống như người Trung Cộng đang xâm lấn lãnh hải và lãnh thổ của chúng ta. Thì năm nay chúng tôi thấy rất là nhiều người Ukraine
Ông có thể cho biết cái cảm tưởng của ông khi ông nhận được cái bài diễn văn của ông, nhận được cái giải Truman năm nay. Đúng vậy, cái người mà được cái giải mà gọi là Truman Reagan, đó là cái giải hòa bình của tổ chức đó, là một người Ukraine. Và ông này ông đã bị tù trên 10 năm. Và tên ông ấy là Miroslav Mironovic. Và cái con người của ông ấy, và rất là hiền hòa. Và ông ấy nói rằng cái dân tộc Ukraine là cái dân tộc hiếu hòa, yêu tự do và họ muốn sống trong hòa bình. Và họ nghĩ rằng họ không thể nào thực hiện được cái điều tự do nếu không có cái sự hỗ trợ của các quốc gia trên thế giới. Xin được cảm ơn ông Đinh Hùng Cường. Cảm ơn anh Võ Thành Nhân, xin cảm ơn quý vị. Phan Đại Nam kính chào quý khán thính giả, kính thưa quý vị. Vào lúc 10 giờ 30 sáng Chủ nhật 8 tháng 6 2014, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo do Giáo sư Nguyễn Thanh Dầu làm hội trưởng đã trang trọng tổ chức đại lễ kỷ niệm năm thứ 75 ngày Đức Huỳnh Giáo chủ khai sáng nền đạo Phật giáo Hòa Hảo tại hội trường Southwest Senior Center trên đường MacPherson, thành phố Santa Ana, miền Nam Cali. Với sự tham dự đông đảo các chức sắc trong đạo, các đại diện tôn giáo, đại diện dân cử, các hội đoàn, đoàn thể và đồng hương. Sau phần cung thỉnh chân dung Đức Huỳnh Giáo chủ vào lễ đài và nghi thức chào cờ khai mạc là phần ngỏ lời chào mừng của ông Ngô Văn Ẩn, trưởng ban tổ chức. Chúng tôi xin thay mặt ban trị sự và ban tổ chức ngày đại lễ 18 tháng 5 trân trọng kính chào toàn thể quý ông, quý bà, quý quan khách, quý ông, quý bà, quý cô và anh chị em đồng đạo có mặt trong ngày đại lễ kỷ niệm ngày Đức Huỳnh Giáo chủ khai sáng nền đạo Phật giáo Hòa Hảo lần thứ 75 hôm nay. Kính thưa quý vị, hàng năm vào ngày 18 tháng 5 âm lịch, bất cứ nơi nào có tín đồ Phật giáo Hòa Hảo cư ngụ, anh chị em đồng đạo đều long trọng tổ chức kỷ niệm ngày lễ trọng đại nhất của đạo. Hôm nay, dù xa cách quê hương ở nơi hải ngoại, nhưng với tinh thần thương thầy mến đạo, cùng hòa mình với toàn thể tín đồ Phật giáo Hòa Hảo trên toàn thế giới, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo miền Nam California thành kính long trọng tổ chức trọng thể ngày đại lễ khai đạo để tưởng nhớ đến công ơn vô lượng của Đức Huỳnh Giáo chủ đã dày công khai sáng nền đạo, hoằng hóa chúng sanh vào ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão 1939 tại làng Hòa Hảo, quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc. Kính thưa quý vị, như quý vị đã biết, sau ngày khai sáng nền đạo, chỉ có thời gian vài năm ngắn ngủi, số tín đồ quy ngưỡng theo Đức Thầy đến gần 2 triệu người, trong khi dân số toàn miền Nam vào thời đó chỉ khoảng 10 triệu người mà thôi. Điều đó đã nói lên sự di diệu giáo lý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni với sự vận dụng tài tình hai yếu tố khế lý và khế cơ, là tùy phong hóa dân sanh phù hợp của Đức Huỳnh Giáo chủ. Kính thưa quý vị, dù với đức tánh khiêm nhường, Đức Huỳnh Giáo chủ thường tự xưng là cùng tiên tăng sĩ hay là cư sĩ, nhưng để gây niềm tin cho chúng sanh trong thời kỳ hạ môn mạt pháp đã từ lâu giảm mất niềm tin Phật pháp, Ngài buộc lòng phải hé lộ về sứ mạng của Ngài. Ngài cho biết: Ta thừa dân sắc lĩnh Thế Tôn khắp hạ giới truyền khai đạo pháp, hay là muốn tu tỉnh Nay Đà gặp cuộc Đức Di Đà truyền mở đạo lành, bởi vì Ngài thương xót chúng sanh ra sắc lĩnh bảo ta truyền dạy. Kính thưa quý vị, ý nghĩa của ngày khai sáng nền đạo Phật giáo Hòa Hảo, hay nói cách khác, ảnh hưởng của sự xuất hiện của Đấng Tôn Sư cùng những công đức sâu dày của Ngài, cũng như những nét đặc thù của Phật giáo Hòa Hảo,
Trong phần nói về ý nghĩa ngày đại lễ, đồng đạo Trang Văn Mến sẽ trình bày với quý vị. Trước khi dứt lời, một lần nữa thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin chân thành cảm tạ tất cả quý vị đã dành thời giờ quý báu đến tham dự buổi lễ hôm nay, và xin được tuyên bố khai mạc đại lễ kỷ niệm 75 năm ngày Đức Bình Giáo Chủ khai sáng nền đạo Phật giáo Hòa Hảo. Kế đến là nghi thức tôn giáo Phật giáo Hòa Hảo với giáo sư Nguyễn Thanh Dầu, hội trưởng và các vị trưởng lão. Quý kính dâng hương trước cụ quyền, cầu trên thất tổ chứng lòng thiền. Nay con tỉnh ngộ quy y Phật, chí dốc tu hiền tạo phương duyên, đứng lên sáng để ấm lòng. Cúi đầu lạy tạ tổ tông, báo ơn sanh dưỡng dày công nhọc nhằn, rài con xin giữ đạo hằng, tu cầu công tổ siêu thăng Phật đài, nguyện làm cho đẹp mặt mày, thoát nơi khổ hải liên đài được lên, mong nhờ đức cả về trên, độ con yên ổn vững bền cõi tu. Tiếp theo chương trình, giáo sư Nguyễn Thanh Dầu, hội trưởng ban trị sự, đã tuyên đọc bài sứ mạng của Đức Huỳnh Giáo Chủ do chính tay ngài viết. Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, vì thời cơ đã đến, Lý Thiên Đình hoạch định cuộc nguy cơ thảm họa sắp tràn lan. Ta đây tuy không thể đem phép huệ linh mà cứu an tai họa chiến tranh tàn khốc do loài người tàn bạo gây nên, nhưng mà thử nghĩ, sinh trong dòng đất Việt Nam này, trải qua bao kiếp trong địa cầu lăn lộn mấy phen, tùy cơ pháp chuyển kiếp luân hồi ở nơi hải ngoại để thu thập những điều đạo học kinh nghiệm quyền thâm, lòng mê si đã diệt, sự dĩ kỷ đã tan, mà kể lại nguồn gốc phát sinh, trải bao đời giúp nước vua dân, cũng đều mãi sinh cư nơi đất Việt. Những tiền kiếp dầu sống cũng là dân quan đất Việt, dầu thác cũng quý thần đất Việt chớ bao lìa. Những kiếp gần đây may mắn gặp minh sư cơ truyền Phật pháp, gọi dường ân đức Phật, lòng đã quảng đại từ bi. Hiện vì nỗi cảnh bất phá gia vong, mái quyền cơ đã định, lòng thương trăm họ dưỡng cảnh đồ lao, chỉ xiết xót thương chúng sanh vạn khổ. Nghĩ lúc còn là người trong biển tục lăn lộn chốn mê đồ, mà chẳng quan thân giúp thế cứu dân, dòng thân dị quốc. Huống chi nay cơ màu đà thấu tỏ, sớm chiều hầu chân Phật nghe kinh, ngao du tứ hải dạo khắp tiên bang, cảnh an nhàn của người liễu đạo, muôn ngày vô sự lóng sạch phàm tâm,
sao chẳng ngồi nơi ngôi vị hướng quá bồ đề trường pho, mà còn len lỏi xuống trong hồng trần đắm chiếu cảnh chê khen. Vì lòng từ ái chưa chan, thương bất tính tới hồi tai qua, Phật Dương đã chỉ rõ mái diệu quyền, chuyển lập hội long qua, chọn những đấng tu hành cao công hòa, để ban cho xưng vị xưng ngôi, người đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo, định ngôi phong thứ gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang. Thiên tàu đã xét định khắp chúng sanh trong thế giới, trong cái buổi hạ ngân này say mê dập dục, chìm đắm trong biển lợi danh, gây nên nghiệp quả. Luật trời đã chỉ tội, xét kẻ thiện căn thì ít, người tội ác quá nhiều. Chư Phật mới nhủ lòng từ bi, cùng các vị chơn tiên lâm phàm độ thế. Trước ra công cứu khổ, sau chỉ rõ cơ quyền, khuyên kẻ thế hướng thiện hoài đầu, cải tà quy chánh, thì mới mong thiên đình ân xa bất tội căn, để kiếp đến long qua chầu Phật. Trước biết rõ luật trời thưởng phạt, cùng hữu duyên nghe Phật pháp nhiễm màu, kiến diễn bậc chân sư tu hành mau đắc hòa. Sao làm dân Phật quốc hưởng sự thái bình, bởi đời này pháp môn bế mạc, thánh đạo trang du. Người tâm trí tôi đen, đời lắm ma dương phấy rối, ta là một trong các vị cứu đời ấy. Ai liệu đạo nơi quốc độ nào, thì cũng phải trở về quốc độ ấy mà trở tế nhân dân. Kính thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng nơi đây và sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi phóng sự đại lễ kỷ niệm năm thứ 75 ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng nền đạo Phật giáo Hòa Hảo. Và tiếp theo là Phật nói về ý nghĩa ngày 18 tháng 5 với ông Trang Văn Mến. Để có cái nhìn rõ nét hơn, chúng tôi xin sơ lược vài nét về tiểu sử của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Ngài có tục danh là Huỳnh Phú Sổ, và các tín đồ để tỏ lòng tôn kính thường gọi Ngài là Đức Thầy. Ngài giáng trần ngày 15 tháng 1 năm 1920, nhằm ngày 25 tháng 11 năm Kỷ Mùi tại làng Hòa Hảo, quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc, một tỉnh thuộc miền Nam nước Việt. Ngài là trưởng nam của Đức ông Huỳnh Phong Bộ và Đức bà Lê Thị Nhậm, một gia đình chú lưu theo đạo Phật, có nhiều uy tín với dân địa phương lúc bấy giờ, như Ngài đã xác nhận. Theo Phật giáo từ kim chí cổ, gốc ông cha ta cũng tu hành. Thở nhỏ, Ngài ốm đau liên miên nên đường học vấn gian dở, chỉ học đến hết bậc tiểu học mà thôi. Nhưng từ một thanh niên ít học, vương nhiều bệnh, bỗng nhiên Ngài trở nên đại ngộ, và đến ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão 1939, Ngài đã vì thể lòng từ bi bác ái cùng thù đáp những linh hồn đã trợ duyên trong nhiều kiếp giúp ta nương tại tu hành, nên ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão ta hóa hiện ra đời cứu độ chúng sanh, như Ngài đã thấu lộ trong bài Sứ Mạng vừa rồi. Và Ngài thêm rằng, khai rừng kinh kệ câu quyền bí để cứu nhân sanh khỏi thảm sầu, nên Ngài tuyên bố: ta thừa dương sắc lệnh Thế Tôn khắp hạ giới truyền khai đạo pháp. Ngài đã làm lễ cáo hoàng thiên chánh thức mở đạo cứu đời. Lúc ấy Ngài chỉ là một thanh niên 19 tuổi. Từ đó ngày này đã trở thành ngài thiên liêng trọng đại, mà tháng năm Kỷ Mão đến nay khắp trong ba tánh gặp bài sấm kinh, lời văn tao nhã hữu tình, bởi dương sắc lệnh thiên đình sai ta. Bước đầu là công việc trị bệnh, Ngài đã chữa lành được nhiều chứng bệnh hiểm nghèo,
nên tạo được rất nhiều sự tin tưởng ở trong quần chúng. Nhìn lại bối cảnh lúc bấy giờ, xã hội Việt Nam đang rối ren trong sự cai trị bạo tàn của thực dân Pháp. Đức Huỳnh Giáo Chủ đã tâm sự, yêu nước đau đành trơ mắt ngó, thương đồng chưa dội ẩn non cao, nên không thể liếc mắt làm ngơ trước cảnh quốc phá gia dân, nước nhà bị ngoại nhân xâm chiếm, cường quyền hung bạo giết chóc đày ải dân lành, làm cho bá tánh lầm than để cứu dân cứu nước. Làm cho bá tánh lầm than, nhân dân thống khổ mà ngồi yên lo việc tu hành. Lúc ấy ngài phải rứt áo cà sa khoác chiến bào để cứu dân cứu nước. Nhưng một khi ông đã thành danh đã toại, nước nhà được bình yên trở lại, thì phải trở về lo việc cày cấy tu hành. Mong ngài đắc thành Phật quả như ngài đã dạy, tăng sĩ quyết chùa am bếp cửa, tuốt vinh già lên ngựa sông pha, đền sống nợ nước thù nhà, thiền mơ môn trở gót Phật Đà Nam Mô. Nhìn đời sống bên ngoài, ta thấy xã hội băng hoại bởi lương thường đảo lộn, đạo pháp suy đồi, vì cảnh trần gian nhiều nỗi lo luôn, việc tu tỉnh ít người hiểu lý. Ngài đã dẹp bỏ mê tín dị đoan và bằng lý trí để mà xét đoán. Nhìn Phật giáo mà tìm cái lý, coi tại sao ta phải tu hành, và lấy trí minh mẫn nhìn xem các chuyện, phải đừng cho lầm lạc nẻo tà. Chớ đừng có bả đâu tin vướng nghe càng, làm ngu muội đọa thân uổng kiếp. Giáo lý siêu việt của ngài như ánh đuốc soi đường, hướng dẫn chúng sanh thoát ra khỏi sông mê biển khổ. Ngài đã đem đạo màu như hạt cho mưa, một khối lượng quần chúng đáp ứng đã quy ngưỡng theo giáo lý của ngài. Nhưng nói như thế không có nghĩa là chỉ những người ít học quê mùa mới theo Phật giáo và hảo. Vì sau đó ngài thuyết pháp thao thao bất tuyệt hàng nhiều lần trước đại đa số thính chúng, mà trong đó có nhiều văn gia, thi sĩ, nhà giáo cùng nhiều luật sư, bác sĩ nghe tiếng đến chất vấn và phải công nhận ngài là một bậc siêu phàm. Và trong số này đã quy y theo ngài cũng không phải là ít. Sau phần diễn ngâm sấm giảng là phát biểu của hiện tài Phạm Văn Khảm, đại diện Hội đồng Liên tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ và cao đài Nam Kali. Cách đây 75 năm, Đức Huỳnh Phú Sổ đã Việt Nam hóa tinh hoa của Phật giáo để khai sáng nền Phật giáo hòa hảo tại miền Nam Việt Nam. Đúng vào thời kỳ đất nước phải đối đầu với hai hiểm họa. Thứ nhất là giải trừ ách đô hộ của Pháp. Thứ hai là chặn đứng làn sóng cộng sản vô thần đang du nhập vào Việt Nam. Ngày nay, ách nô lệ Pháp không còn nữa, nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam còn đang tiếp tay cho Trung Cộng, đặt vào cổ dân tộc Việt Nam không phải là một ách nô lệ, mà là vòng dây thòng lọng siết cổ dân tộc Việt Nam, sẽ khai tử dòng giống lạc hồng để hóa thân thành con cháu mau sinh sáng. Và non sông Cái Mốt từ ải Nam Quan cho đến mũi Cà Mau với hơn 4.000 năm lịch sử, tổ tiên chúng ta quyết tâm gìn giữ không để mất một tấc đất. Nay Đảng Cộng sản Việt Nam đang dâng hiến từng phần cho quan thầy Trung Cộng. Vì vậy, hiểm họa mất nước, mất cả giống dòng không sao tránh khỏi nếu Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn còn tiếp tục cầm quyền. Kế đến là phát biểu của em Dương Yến, đại diện Thanh niên Đoàn Phật giáo Hòa Hảo. Hàng năm vào ngày 18 tháng 5 âm lịch, tất cả đồng đạo Phật giáo Hòa Hảo trong nước và hải ngoại đều hân hoan tổ chức mừng ngày đại lễ 18 tháng 5, ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng niệm đạo Phật giáo Hòa Hảo. Riêng con Nam Đức
vui mừng được về tham dự ngày lễ trọng đại này. Dù con sinh ra và lớn lên sau này, nhưng con may mắn được sinh ra trong gia đình Phật giáo hòa hảo. Con xin được sự chăm sóc dạy dỗ và của cha mẹ và khuyên nhủ nhắc nhở của các cô bác đồng đạo. Qua những buổi sinh hoạt giáo lý về truyền thống tốt đẹp của đạo, cùng giáo lý cao siêu nhiệm màu của Đức Huỳnh Giáo Chủ, dạy tín đồ Phật giáo hòa hảo phải noi theo hành trì theo đạo lý cao siêu căn nguyên của Đức Phật dạy. Kính thưa quý vị, vào thập niên 30 của thế kỷ 20, đất nước Việt Nam bị ác ngoại xâm đô hộ, lòng dân ly tán, nhân tâm bất ổn, đạo đức suy đồi, mê tín dị đoan, đầy vẫy đồng bóng pháp sự, đốt giấy tiền giấy áo vàng mã, cúng căn đổ đốt, thờ cúng những vị không rõ nguồn gốc, đạo pháp sai lệch, không theo đúng giáo truyền chân nguyên của Đức Phật. Ta thường văn sắc lệnh Thế Tôn khắp hạ giới truyền khai đạo pháp. Đức Huỳnh Giáo Chủ ra đời khai mở đạo Phật giáo hòa hảo trong lòng dân tộc Việt. Vào ngày 18 tháng 5 âm lịch 1939 tại làng Hòa Hảo miền Nam Việt Nam, giáo lý Phật giáo hòa hảo rút trong các kinh luật của Đức Phật Tổ, Đức Giáo Chủ dùng ngôn ngữ Việt giản dị bình dân dễ hiểu, quyết dạy trần nên nói lời thường, cho sanh chúng đời nay dễ biết. Thật vậy, giáo lý Phật giáo hòa hảo với người căn cơ hạn hẹp, ít học nghe qua cũng dễ hiểu, dễ hành đạo. Nhưng với quý vị có thiện căn học thức càng đọc càng nghiên cứu, mới nhận thức tâm sâu, thâm sâu, di diệu huyền cơ Phật Pháp, Đức Giáo Chủ khuyên tín đồ mới nhập môn làm, đừng đụng đâu tin bạ nghe càng, mà hãy nhìn Phật giáo mà tìm cái lý. Coi tại sao ta phải tu hành, giáo thuyết Đức Huỳnh Giáo Chủ dạy cách tu hành không nặng về hình tướng màu sắc, tu mỏ cổ sở đạo khiêm tốn, gọn đủ sinh hoạt không phô trương không khuyên, tội làm hao tiền tài bá tánh, hãy dành tiền để trợ giúp những người nghèo khổ. Cách thờ cúng cũng vậy, trong nhà bàn thờ của quyền thất tổ ông bà, trên thờ tam bảo chỉ tắm trần điều tượng trưng cho sự hòa hợp, cúng bông hoa tượng trưng cho sự tinh khiết, nước lã cho sự trong sạch, nhang bán mùi ô trượt. Không thờ hình tượng, trước nhà thờ bàn thông thiên của vậy, bông hoa, nước lã, đèn nhang không nên cúng bóng chi nữa. Kính thưa quý khán giả, đại lễ kỷ niệm năm thứ 75 ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng nền đạo Phật giáo hòa hảo được tổ chức tại thành phố Santa Ana, miền Nam Cali. Sau những phát biểu của ban tổ chức, của quan khách và nghi thức tôn giáo, còn có những phát biểu và trao bằng tường lục của đại diện văn phòng giám sát viên Giang Thanh Nguyễn, và buổi lễ đã kết thúc với lời cảm ơn của giáo sư Nguyễn Thanh Dầu, đại diện ban tổ chức, và lời mời quan khách ở lại thưởng thức chương trình văn nghệ trong khi dùng bữa cơm chay thân mật do Hội Phụ Nữ Phật giáo hòa hảo khoản đãi. Và chúng tôi cũng xin chấm dứt phóng sự nơi đây. Xin hẹn quý vị vào những chương trình kế tiếp. Đây là đài truyền hình SBTN Texas. Hiền Nhi xin kính chào quý khán giả. Thưa quý vị, chương trình hôm nay xin được gửi đến quý vị chương trình bình luận và chương trình kinh tế tài chính xí nghiệp. Mở đầu chương trình, xin mời quý vị cùng đến với phần bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày. Chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài bình luận lịch sử cứu Cộng sản. Dưới chế độ Cộng sản thì ai cũng biết rằng ngành cảnh sát giao thông cũng như là công an là ngành mà ăn hối lộ nhiều nhất, hung dữ nhất và đánh chết người nhiều nhất. Vì vậy cho nên ngành này có những cái luật mà kỳ quái nhất do đảng ban cho, để chỉ ra rằng đảng cũng quan tâm sâu sắc đến việc bài trừ tham nhũng cũng như là lo lắng cho đời sống của người dân. Thưa quý vị, người ta còn nhớ cách đây không lâu thì đảng đã ra lệnh là ngành cảnh sát giao thông
khi đi ra ngoài thi hành công vụ không được mang theo quá 100.000 đồng. Rồi nào là luật đám táng của cán bộ công chức thì không được quá 7 vòng hoa. Và đám cưới thì không được mời hơn 300 người và mâm cỗ thì không được hơn 50 mâm cỗ. Thế nhưng mà đảng cũng không nói rằng ai sẽ là người phụ trách cái việc đếm bao nhiêu người cũng như là đếm bao nhiêu mâm cỗ. Và nếu mà quá hơn cái sự ấn định thì sẽ bị phạt như thế nào? Đầu năm nay trên các trang mạng thì người ta thấy đám cưới ở Hà Tĩnh, cô dâu và chú rể đeo vòng vàng từ đầu cho đến chân. Trên cổ không còn chỗ nữa, cho nên cô dâu chú rể phải cầm trên tay nào là vòng, nào là kiền sáng chóe. Và một đám cưới khác ở Lạng Sơn cũng thấy là cô dâu chú rể mang vòng vàng trên tay gần muốn gãy tay. Những bản tin chỉ nói là đám cưới của con của một đại gia, nhưng mà không nói đại gia này thuộc hàng cán bộ nào, và cũng không thấy nói rằng ai có đến để mà đếm số người tham dự và có bao nhiêu mâm cỗ hay không. Năm ngoái nhà nước muốn tạo một hình ảnh dễ nhìn cho ngành cảnh sát giao thông, cho nên mới phát động chiến dịch là bài trừ nạn bụng bự. Lý do là những người mập quá sẽ làm giảm cảm tình trong mắt của người dân. Ai cũng thấy ngành này ăn trên đầu trên cổ của người dân, cho nên họ sống trên xa hoa, nhung lụa, bụng thì càng ngày càng to. Mà cũng có thể đảng và nhà nước thấy rằng nếu mà mập quá không chạy rượt đuổi dân một cách nhanh được chăng? Cho nên những cảnh sát nào mà mập quá thì cho ngồi làm ở văn phòng. Thế nhưng nghề làm trong văn phòng, ngành này thì cán bộ lãnh đạo lại càng nổi tiếng hách dịch, nói năng trịch thượng, chửi thề không thua gì ngành cảnh sát giao thông. Cho nên mới đây nhà nước đã ra lệnh công chức Hà Nội không được nói tục và không được nói tiếng lóng. Luật này được chính chánh văn phòng của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ký ban hành. Theo luật thì công chức văn phòng phải lịch sự, nhã nhặn, lắng nghe ý kiến của người dân, mặc dù là nói qua điện thoại hay là nói chuyện trực tiếp. Thế nhưng ở đời ai cũng biết rằng nơi nào mà cấm phóng uế thì nơi đó là dơ bẩn nhất. Và hễ cơ quan nào bị cấm tham nhũng hối lộ thì cơ quan đó ăn bẩn nhiều nhất. Và nay thì nhà nước nói cấm cán bộ hách dịch thì họ chính là người trịch thượng và hách dịch nhất ở trên cõi đời này. Chỉ có ở Việt Nam mới có việc là ngành cảnh sát giao thông núp trong những bụi cây góc phố, thình lình nhảy ra chặn lại đòi ăn hối lộ. Và muốn bắt người lái xe gắn máy thì cảnh sát giao thông lại quăng lưới giống như đánh cá trên đường phố. Lại có những màn cảnh sát rượt đuổi những người không đội mũ an toàn trên đường phố giống như là những phim cine ngoại quốc mà cảnh sát rượt đuổi kẻ cướp, làm cho chết người nhiều vô số kể. Trong những lúc đàn áp dân oan khiếu kiện hay là lúc dàn binh bố trận để đánh đập người biểu tình chống Trung Cộng xâm lăng, thì cảnh sát, công an là vừa đánh đập tàn nhẫn lại vừa văn tục. Thưa quý vị, thế nhưng mà trước cái việc mà tàu của Trung Cộng xâm chiếm lãnh hải của cha ông, thì đảng Cộng sản lại nhún nhặn và lịch sự tối đa. Ví dụ như tên bí thư Nguyễn Phú Trọng, sau khi cầu cạnh để được tiếp kiến Tập Cận Bình không được, thì về nhà ngồi im re không dám lên tiếng. Chủ tịch Trương Tấn Sang cũng lịch sự không kém, không có một hành động, không có một lời nói nào, cũng không có một phương pháp nào bảo vệ cho dân đánh cá, sợ mất lòng đàn anh. Tệ hại hơn hết, Bộ trưởng Quốc phòng, một tướng 4 sao, Phùng Quang Thanh lại nhỏ nhẹ tuyên bố. Quan hệ giữa Việt Nam và nước bạn láng giềng Trung Cộng về tổng thể trên các mặt đang phát triển tốt đẹp. Chỉ còn tồn tại vấn đề tranh chấp chủ quyền Biển Đông và đôi khi cũng có những va chạm gây căng thẳng. Thưa quý vị, đất nước Việt Nam quả là bất hạnh, cho nên được sự lãnh đạo của những tên bất tài vô tướng khôn nhà dạy chợ, đảng ra những luật kỳ quái cho những tên côn đồ để đánh lạc hướng của dân chúng. Quả thật những tên này có lịch sự và nhã nhặn thật, nhưng mà lịch sự nhã nhặn với kẻ thù truyền kiếp của đất nước Việt Nam quả là chuyện lạ đời. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý khán giả, vừa rồi là phần bình luận do Thu Nga thực hiện. Và tiếp theo chương trình, xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc.
Đây là đài truyền hình SBTN Texas. Hiền Nhi xin kính chào quý khán giả. Thưa quý vị, xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Và Hiền Nhi rất hân hạnh hôm nay được làm việc với giáo sư một lần nữa. Dạ vâng. Xin gửi lời chào đến giáo sư ạ. Dạ vâng, rất hân hạnh làm việc với cô Hiền Nhi. Dạ thưa, kính chào tái ngộ quý khán thính giả. Dạ vâng, thưa giáo sư Khương Hữu Lộc. Khi mà chúng ta nói đến những cái vấn đề về kinh tế, đặc biệt là kinh tế toàn cầu, thì nó gắn liền rất là chặt chẽ với chính trị. Và kinh tế và chính trị nó có những cái ảnh hưởng rất là chặt chẽ với nhau. Và trong thời gian vừa qua đó, chúng ta biết là Ukraine, rồi Âu Châu, rồi Nga có những cái thay đổi về chính trị rất là lớn. Như vậy thì nó có ảnh hưởng nhiều tới nền kinh tế ở phía Âu Châu, ở Nga, cũng như là bên kinh tế toàn cầu không, thưa giáo sư? Dạ vâng. Dạ thưa cô Hiền Nhi, đưa một cái concept nó rất là gần với lại cái tình trạng hiện tại ở trên cái tình hình quốc tế. Kinh tế là gì? Kinh tế là kinh bang tế thế. Mà khi nói đến kinh tế thì mình không thể nói đến nó cách biệt với lại chính trị hay là địa lý. Thành ra cái danh từ mà người ta hay dùng đó là social geopolitical economic issue. Là tại sao? Là tại vì kinh tế là gì? Kinh tế là một cái sự giao dịch giữa người với người. Cho nên cái tâm lý của người dân, cái dân tộc tính của người dân của quốc gia đó so với lại những quốc gia khác khi họ giao dịch với nhau, nó ảnh hưởng nền kinh tế. Thì không thể tách rời khỏi cái địa lý, thì gọi là trong tình trạng này mình thấy cái sự tranh chấp ở bên Nga Xô về dầu hỏa, cũng như bên Trung Quốc hiện giờ và xâm lấn hải phận của Việt Nam, và luôn cả cái địa lý, cái tình hình, thành ra nó dính liền với nhau, thưa cô. Dạ thưa, hiện tại như quý vị đã biết là tình hình ở bên Nga Xô nó rất sôi nổi, là khi Nga Xô đã gọi sát nhập Crimea và đưa 40.000 quân dàn quân gần biên giới và làm náo loạn ở phía Ukraine, tạo nên cái sự phản ứng rất mạnh của Hoa Kỳ và bên Âu Châu. Tuy nhiên có nhiều người họ nói rằng mạnh không đủ, trong khi đó chuyện đó nó chưa có được nguội lạnh thì phía bên Biển Đông là Trung Quốc đã xâm chiếm cái bờ biển của Việt Nam một cách rất là trắng trợn và không có một cái nguyên tắc nào mà có thể diễn tả được. Dạ vâng, đó là những cái thay đổi. Nó mặc dầu trên tình trạng kinh tế tài chính hiện tại thì mình không thấy những cái náo loạn hay là những cái sôi nổi đó thể hiện trong cái stock market, mình chưa thấy, là tại vì Dow Jones hiện giờ tại vẫn ở cái mức gần như là record, cái điểm cao điểm của stock market của Hoa Kỳ khoảng tròn trèm 16.000 điểm, 16.000 mấy trăm điểm, có đó là một cái record level. Nasdaq thì có đôi chút xuống khoảng tròn trèm 4.000 điểm, nhưng mà cái điều đó không liên hệ đến kinh tế, đó là những cái technology về high tech và một vài cái địa hạt nho nhỏ nó ảnh hưởng đến Nasdaq, là những cái một cái stock market mà nó thể hiện những công ty nhỏ hay những công ty gọi là high tech. Trong khi đó S&P gọi là 500 thì cái số điểm nó tròn trèm khoảng 1.800, 1.900 điểm. Giá vàng vẫn trên dưới $1,300 một lượng vàng, và giá dầu thô khoảng $100 một thùng. Thành ra hiện tại cái tình trạng kinh tế ở ngoài nó rất sôi nổi, nó có thể ảnh hưởng vào cái stock market, nhưng hiện tại trong thời gian ngắn này mình chưa thấy. Dạ vâng, như vậy và khi mà nhắc tới những cái stock market, những cái con số mặc dù nó vẫn giữ ở những cái mức khá là cố định, nhưng mà trong thời gian vừa qua đó, thưa giáo sư, cũng có nhiều người ta nhận thấy rằng có một cái sự giảm khá là mạnh, mặc dù là sau đó thì nó vẫn trong cái mức mà chúng ta gọi là vẫn còn mức cố định, nhưng mà nó đã có những cái con số nó tăng giảm một cách rất là đột ngột. Như vậy thì stock market có ảnh hưởng nha, có những cái thay đổi nào mà chúng ta nên đáng lo ngại không, thưa giáo sư? Dạ vâng, thì hiện tại thì cái tình trạng kinh tế của Hoa Kỳ nó khá vững chãi, tại vì GDP gia tăng khoảng tròn trèm 3%, mà nó sustainable có nghĩa là nó có thể kéo dài lâu dài. Và cái đường hướng của bà Janet Yellen thì vẫn không thay đổi, bà tuyên bố rằng cái housing market á, nó có vẻ nguội lạnh, nó không có gọi là tiến triển mạnh như là năm trước, nhưng mà nó nguội lạnh thì đó là một điều lo ngại.
Còn trên phương diện gọi là kinh tế, những xí nghiệp của Hoa Kỳ thì vẫn chạy lợi nhuận rất là căn bản, rất là tốt. Đó, nhưng mà cái điểm mà người ta lo ngại đó là cái diễn trường ở quốc tế, những cái gì nó thay đổi ở bên Nga Xô, hay là có những cái chiến tranh mà nó xảy ra mặc dầu giới hạn ở bên Trung Quốc, nó sẽ thay đổi. Trong khi đó thì có một số nhà kinh tế họ nói rằng cái stock market hiện giờ nó có những cái phần nhân tạo trong đó 20-30%. Nhưng mà trong thời gian ngắn, nếu mà cái tình trạng kinh tế nó không thay đổi bao nhiêu đó, thì tôi không thấy nó thay đổi bao nhiêu, thưa con. Dạ vâng, và khi mà nói đến cái tình hình kinh tế ở Hoa Kỳ khá là vững chãi thì cũng là một tin mừng cho tất cả chúng ta. Nhưng mà vừa qua Yahoo có đưa ra một cái nhận định mà có lẽ là khiến cho rất là nhiều người cảm thấy bất bình cũng có, lo lắng cũng có. Đó là một cái nhận định rằng trong vòng một năm tới đây thì nền kinh tế của Trung Quốc có thể sẽ vượt qua kinh tế của Hoa Kỳ. Thì giáo sư có ý kiến như thế nào về cái nhận định đưa ra của Yahoo như vậy? Dạ vâng. Cách đây khoảng một thời gian, có một vài tuần thôi, thì tôi thấy cái tin đó trong Yahoo thì tôi hoàn toàn tôi ngạc nhiên và tôi không tin tưởng đó. Nhưng khi tôi nhìn kỹ lại đó thì cái tin đó không phải là của Yahoo mà là của World Bank, họ đưa qua Yahoo và Yahoo họ phổ biến. World Bank như quý vị biết đó là một trong những cái agency mà toàn thế giới ai họ cũng kính nể. Trong khi là IMF cũng vậy, International Monetary Fund, họ ảnh hưởng gọi là tài chính kinh tế ngân hàng toàn cầu hết. Thì họ đưa ra một cái nghiên cứu đó, đó đây là một cái lỗi lầm rất lớn của World Bank và của Yahoo khi đưa ra cái tin tức đó. Là tại sao? Là tại họ dùng một cái nguyên tắc về kinh tế, nguyên tắc nó tuy là nó vững chãi, nó gọi là PPP, có nghĩa là gì? PPP, 3 chữ P ấy, là Purchasing Power Parity. Đó là tại sao? Ví dụ như mình so sánh cái đời sống của người dân bên Trung Quốc so với đời sống của người dân bên Hoa Kỳ, thì họ so sánh cái tiền exchange rate, rồi họ so sánh cái mức sống như thế nào, và nó rẻ, nó mắc như thế nào. Và cái đồng tiền đó, nếu mà từ đồng tiền người dân trên Trung Quốc họ đổi từ cái exchange rate, họ đổi qua cái đồng tiền của Hoa Kỳ, thì họ có khả năng mua đồ của Hoa Kỳ bao nhiêu. Hoa Kỳ nếu mà đổi ngược lại, dùng cái exchange rate mà để mà đổi để mua đồ trong Trung Quốc như thế nào. Thì họ dùng cái PPP, cái nguyên tắc kinh tế đó, nó rất là vững chãi, nó cả trăm năm rồi, không sai không dịch. Thì nó rất đúng để so sánh cái tương đối của đời sống hay là khả năng kinh tế của cá nhân. Nhưng mà khi dùng cái nguyên tắc đó mà áp dụng cho kinh tế của toàn quốc, của quốc gia Hoa Kỳ và của Trung Quốc là sai. Nó hoàn toàn sai, không có căn bản. Cho nên từ đó mà họ kết luận rằng cái nền kinh tế của Trung Quốc sẽ vượt khỏi Hoa Kỳ trong vòng dưới một năm. Nó hoàn toàn sai, là tại vì đó cái GDP hiện tại của Trung Quốc dưới phần nửa của Hoa Kỳ. Mà hiện giờ đó nền kinh tế của Trung Quốc đó, nó tiến triển khoảng 7.5%, hồi xưa 10, 11, 12%. Hoa Kỳ đó tròn trèm 3%. Thì cho là cái đó là cái đường tiến triển lâu dài đi. Trung Quốc 7.5, Hoa Kỳ 3%. Thì 12 năm nữa nền kinh tế của Trung Quốc mới bắt kịp được nền kinh tế của Hoa Kỳ. Cái đó chưa kể đến là nền kinh tế của Trung Quốc nó tiến triển là tại sao họ dùng cái tiền đồng tiền yuan á một cách nhân tạo để họ sản xuất một cách gọi là unfair, có nghĩa là như gian lận về tiền tệ trên diễn trường quốc tế đó. Mà nếu mà cái môi trường bên cái gọi là không khí môi trường của nó bên Trung Quốc mà được cải thiện thay vì tôi gọi là sản xuất một cách tháo vỡ, một cách gọi là bừa bãi đó, mà những cái điều đó trong tương lai phải chỉnh đốn đó, thì nền kinh tế Hoa Kỳ của Trung Quốc lại càng thấp hơn nữa. Thành ra cái tin tức đó mặc dù nó tạo nên một cái chấn động, nhưng mà khi nhìn kỹ lại nó hoàn toàn sai trên phương pháp kinh tế, là trên định luận kinh tế là như vậy, thưa con. Dạ vâng, và vừa rồi giáo sư cũng có nhắc tới cái vấn đề mà đồng tiền yuan nó được sản xuất một cách rất là khá là bừa bãi, không có theo một cái chừng mực, những cái chuẩn mực về kinh tế nào cả. Thì đó có phải là lý do tại sao mà trong thời gian vừa qua cái đồng tiền, cái tỷ giá tiền yuan nó có những cái biến động mà rất là khác biệt so với tỷ giá tiền đô la không, thưa giáo sư? Dạ, thưa, hồi xưa đó thì đồng tiền yuan đó là hoàn toàn do chính phủ định đoạt. Sau này chính phủ của Trung Quốc đó thì họ cho gọi là phân nửa được float với lại kinh tế, có nghĩa là nó cho theo cái thị trường kinh tế, nhưng mà họ vẫn giữ cái mức cố định là không được float, nhưng mà float bao nhiêu thôi, không cho lên nữa. Thành ra ở thế giới họ phản ứng rất là mạnh, họ nói cái đó là gian lận.
là tại cái đồng tiền yuan nó mà càng rẻ đó thì đồ sản xuất nó rẻ và xuất cảnh nhiều mà người ta chẳng nhập cảnh được. Trong khi đó, đó cái đồng tiền yuan nó cũng tương phản là cái nền kinh tế của bao nhiêu. Cái đồng tiền yuan nếu mà được float hoàn toàn, có nghĩa được trôi nổi theo kinh tế của như là Hoa Kỳ đó, thì nó tương phản cái nền kinh tế. Hay nền kinh tế mạnh thì đồng tiền đô la nó lên, nền kinh tế thấp thì đồng đô la nó xuống. Thành ra trong cái thời gian gần đây đó, cái đồng tiền yuan nó thay đổi là một phần là chính phủ Trung Quốc họ dưới áp lực của quốc tế họ cho đồng tiền yuan nó float lên. Nhưng mà đồng thời nền kinh tế của Trung Quốc nó bắt đầu nó sụp xuống, thay vì 1-12% xuống 7.5%, rồi chính phủ của Trung Quốc lại vô để kiềm chế, thành ra nó thay đổi bởi ba cái yếu tố đó, thật không? Dạ vâng, và quả thật là rất là nhiều những cái thay đổi. Dạ. Hằng hay đều là có những cái thay đổi mà chúng ta càng phải nên quan tâm hơn. Và để trở lại với một cái đề tài về tài chính cá nhân, thì thưa quý vị, trong suốt những cái bao nhiêu năm chúng ta nào đi từ máy điện tính cho tới điện thoại là một những cái phương tiện liên lạc, thì bây giờ email trở thành một cái phương tiện liên lạc rất là phổ biến, mà thậm chí là còn phổ biến hơn là điện thoại. Nhiều lúc người ta bắt điện thoại lên nói chuyện thì nó cứ gặp những cái vấn đề về thời gian trở ngại, nhưng mà email thì lúc nào, bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể gửi những cái tin nhắn, những cái thông tin truyền đi đến người nhận. Vậy thì không biết là giáo sư có những có những cái lời khuyên nào, có những cái phương pháp nào mà chúng ta sử dụng email một cách hiệu quả nhất? Không phải là một cái email nào gửi đi cũng có thể truyền đạt hết tất cả những thông tin mà chúng ta muốn gửi đến người nhận, mà nhiều lúc nó còn backfire, nó hiểu lầm nhiều lắm. Dạ, hiểu lầm rất là nhiều. Thì làm sao để chúng ta gửi đi những cái email rất là hiệu quả, nó giúp ích được cho đời sống mà cả về công việc nữa, phải không thưa giáo sư? Vâng. Thưa, cái email đó, như quý vị biết đó, là trong cái liên lạc cá nhân, mà nhất là trong thương trường hay là trong kỹ nghệ hay trong industry hay là những người executive manager mà communicate như thế nào, nhất là khi mình đối thoại với một người ở bên một cái đại dương bên kia, họ chỉ nhìn cái email, cái cách mình thông đạt, họ phán quyết mình là con người như thế nào. Cái sự nhiều khi những công trình mình làm việc, nguyên cái ban mình làm việc, hay là nhiều khi cả năm trời, tóm tắt lại cho một cái email và một cái hồ sơ thôi, họ phán đoán mình bao nhiêu, nó rất là quan trọng. Trong liên lạc cá nhân cũng vậy. Thành ra đôi khi đó, khi mà mình biên một phúc trình bằng giấy mực trắng đen đó, thì mình kỹ lắm, mình biên xong rồi duyệt tới duyệt lui, nhưng mà email mà đánh cập cái mình gửi đi một cái, nhưng mà cái hậu quả nó rất là quan trọng. Thành ra mình phải để ý là tại vì người ta judge cái khả năng mình như thế nào. Một cái phương pháp mà ở trong gọi là corporate America bây giờ người ta dùng đó rất nhiều đó, là họ dùng ở trong cái email đó, là cái danh từ nó gọi là plot. Plot mình biên tắc là BLOT. BLOT đó. Thì có nghĩa là sao? Plot là thay vì cô người Nhi có để ý không, thỉnh thoảng nhất là trong cái môi trường làm việc, nhất là trong corporate America hay ngay cả trong ngành giáo dục cũng vậy, không có ai sợ hơn hết là lại gặp một cái email mà tràn gian đại hải, nó dài từng thượt, rồi chưa kể đó lại cộng thêm 2-3 cái attachment nữa, là cái đó là người ta không chú ý. Mà cái phương pháp plot là như thế nào? Plot có nghĩa là gì? Bottom line on top. Bottom line on top là có nghĩa rằng không phải là bottom line, không phải là tiền bạc không đâu. Bottom line là rốt cuộc muốn nói cái gì. Dạ đúng rồi, những cái lời, những cái dài dòng đó, muốn nói cái gì, muốn đạt cái gì, đưa nó lên trên hàng đầu. Bottom line on top là mình đặt những cái gì là mình muốn nói thông đạt với nhau. Mục đích của email chúng tôi là đặt vấn đề ở đây là giải quyết cái này. Đó, rồi sau đó từ cái đại cương mình vô càng chi tiết nhiều hơn. Thì nó rất hữu hiệu. Nó thấy rằng mình thứ nhất là mình capture cái chú ý, và mình gọi là ghi nhận và gọi là lấy được cái sự chú ý của người nghe. Và tại vì mình email với mục đích là để cho cái người đối diện đó họ hiểu mình muốn nói gì, và họ theo đường hướng hay là họ chấp nhận cái lời đề nghị, phải không ạ? Mà nếu mà mình không thành đạt cái đó thì cái email nó trở thành vô giá trị. Mà nếu cô Hiền Nhi để ý đó, những tờ báo mà gọi là danh tiếng đó trên thế giới, họ dùng cái phương pháp plot lâu rồi mà tại mình không để ý thôi. Khi mà cô Hiền Nhi để ý một cái tờ báo đó, mình rỡ ra một trang, cái tựa đề á là nó nói rõ là muốn cái gì. Sau đó cái paragraph đầu tiên á, cái gọi là từng cái chương, cái tiết mục đầu tiên họ nói vô chi tiết tí xíu, càng đọc mình càng thấy vô chi tiết thêm. Đó. Thành ra cái email nếu mà mình áp dụng cái nguyên tắc đó, nó chẳng những thứ nhất
nó hữu hiệu, nó làm cho mình có một cái impression tốt. Thứ gì nữa, nó đưa đến cái, những cái mục đích mà mình muốn trong email được người ta ghi nhận và chấp nhận dễ dàng hơn. Thứ ba là nó gọi là tiết kiệm cái thời giờ của người đọc, mà lại gọi là giảm thiểu cái mức hiểu lầm của người đối diện. Thành ra đó là cái điều rất quan trọng, không phải là chỉ là trên phương diện cá nhân mà trong thương mại hay là trong trong thương trường nữa, thưa con. Dạ vâng, quả thật như vậy. Một cái email mà dài dòng quá thì người ta nhiều lúc người ta cũng không có đủ thời gian để mà đọc, chứ nói chỉ là muốn đọc. Và một cái email mà nếu mà ngắn quá thì không truyền đủ những cái thông điệp mà chúng ta cần nói. Nên chúng ta viết một cái email thật là hiệu quả và thật là xúc tích, nhưng mà truyền đạt đủ những cái ý nghĩ, những cái lời, những cái thông điệp cần gửi đi, thì đó là có thể giúp ích rất là nhiều trong cuộc sống cũng như là trong công việc của chúng ta hiện nay. Và đến đây thì Hiền Nhi cũng rất cảm ơn giáo sư đã mang để những thông tin rất là bổ ích cho quý khán giả của đài truyền hình SBTN, và xin một lần nữa hẹn gặp lại giáo sư trong những chương trình kỳ tới. Dạ vâng, thưa chào cô Hiền Nghi và thưa kính chào quý khán thính giả, xin hẹn tái ngộ ạ. Kính thưa quý khán giả, chương trình kinh tế tài chính xí nghiệp cũng đã kết thúc chương trình của đài truyền hình SBTN Texas ngày hôm nay. Hiền Nhi xin cảm ơn sự theo dõi của quý khán giả. Xin kính chúc quý vị một ngày bình an và nhiều niềm vui. Xin thân ái chào tạm biệt. Xin trân trọng kính chào quý khán thính giả đến với chương trình SBTN Morning với Đỗ Dũng và Mai Phi Long. SBTN Morning được phát hình trực tiếp từ miền Nam California trên hệ thống truyền hình SBTN. Và thưa quý vị, hôm nay thứ Tư 11 tây tháng 6. Xin chào anh Đỗ Dũng. Chào Mai Phi Long và kính chào khán giả SBTN. Thưa quý vị, chương trình hôm nay thì chúng tôi vẫn cập nhật quý vị những cái tin đáng chú ý, chẳng hạn như về thỉnh nguyện thư, về cái tình hình căng thẳng tại Biển Đông, cũng như là cái những gì xảy ra tại Hoa Kỳ và các nơi khác trên thế giới. Tại Hoa Kỳ thì phải nói là ngày hôm qua có hai cái tin rất là chấn động. Tin đó là cái gì, chúng tôi sẽ từ từ đi vào cái chi tiết sau. Nhưng mà trước hết chúng tôi xin cập nhật thỉnh nguyện thư kêu gọi Tòa Bạch Ốc có biện pháp trừng phạt Trung Quốc trong cái chuyện đưa giàn khoan 9-1 vào lãnh hải Việt Nam. Thì đến sáng ngày hôm nay như vậy là chúng tôi thấy con số là 138.753 chữ ký. Ngày mai là ngày đúng một tháng, đúng không, là hạn chót. Nhưng mà không có nghĩa là không ký được, đúng không anh Long? Vẫn có thể tiếp tục ký, phải không ạ? Nhưng mà ngày mai là cái ngày mà Tòa Bạch Ốc họ sẽ coi là trong một tháng qua bao nhiêu chữ ký. Nói chung là con số lên cũng khá là chậm. Nếu so con số ngày hôm qua 650, nếu tôi nhớ không lầm, thì nguyên ngày hôm qua chỉ lên có 103 chữ ký mà thôi. Trong đó chúng tôi vẫn tiếp tục nhận được thư của khán giả gửi về yêu cầu gửi cái link này, thì chúng tôi sẽ gửi và quý vị cứ việc vào cái trang web của Tòa Bạch Ốc để mà ký cái thỉnh nguyện thư này. Như anh em chúng tôi thưa trước đây, mình làm cái gì thì mình một cách hy vọng thôi, và nó là mang tính cách biểu tượng nhiều hơn. Nhưng mà cũng nên để cho Tòa Bạch Ốc biết là người Việt Nam mình không đồng ý với những hành động của Trung Quốc. Đó là cái về cái thỉnh nguyện thư, đúng không Mai Phi Long? Nhưng mà nhìn thì cũng mặc dù chúng ta đạt được cái yêu cầu của phía Tòa Bạch Ốc, nhưng mà nói về tầm vóc của người Việt thì chúng ta thấy rằng là hình như cũng không có được là mạnh cho lắm. Vâng. Người Việt sống tại hải ngoại đã là 4 triệu rồi, mà cái này mới có 138.000. Riêng người Việt ở tại Hoa Kỳ này ít nhất 1.500.000, thì con số này cũng còn quá ít. Thì được đến đâu thì chúng ta hay đến đó. Dẫn cái chuyện này thì ngày hôm qua khán giả Nguyễn Thế Viên ở thành phố Seattle yêu dấu của tôi có đưa cái ý kiến như thế này, không biết làm ý sao. Theo tôi, việc ký thỉnh nguyện thư bị khựng lại là do nổi lên sự trái ngược giữa hai ý tưởng phải chống cả hai ngoại xâm Tàu Cộng và nội xâm Cộng sản Việt Nam. Nguyên nhân cội rễ của Tàu xâm lăng, tức là ông này nói là vì Cộng sản Việt Nam mà Tàu mới xâm lăng được, hay chống Tàu xâm lược trước, tức là không biết là chống cái nào trước. Thực sự ra thì cái này nó cũng không biết có đúng hay không, chúng ta chưa biết. Thì trên thực tế là cũng có thể đúng, nhưng mà ngày xưa thì tôi nhớ rằng tôi học sử thì ngày xưa khi chưa ở Cộng sản thì Tàu nó cũng xâm lăng mình như thường. Nước lớn luôn luôn xâm lăng nước nhỏ, chuyện đó là chuyện đương nhiên và chuyện phải xảy ra trên khắp cõi đời này, từ cổ chí kim cho đến bây giờ và mãi mãi. Bảo đảm với ông Nguyễn Thế Viên là như vậy luôn. Có thể là ông không đồng ý bảo trợ xong Dũng mà nói chắc nịch như thế, dạ nó là như thế, nếu không chúng ta không phải con người. Mà cũng có thể, điều anh Dũng nói cũng có thể luôn, cái chuyện nếu mà ông Tưởng Giới Thạch mà không chạy ra khỏi Trung Hoa lục địa đi ra Đài Loan
thì có thể giờ này chúng ta cũng đánh nhau với ông Tưởng Giải Thạch không chừng. Có khi chúng ta mất luôn. Cái đường lưỡi bò, đường vẽ 19 đoạn là từ phía ông Tưởng Giải Thạch vẽ ra thưa quý vị. Cho nên ngoại xâm là ngoại xâm, nước anh Dũng nói exactly, đứng kế nước lớn lúc nào bị đánh nhau hết kìa. Mà cũng không cần phải đứng kế nữa. Chúng ta nhớ đệ nhị thế chiến ông nước Nhật xa xôi đó, họ cũng chiếm nước ta vậy. Họ cũng xâm lăng nước ta quý vị nhớ không? Chỉ nhờ là họ thua Mỹ trong cái đệ nhị thế chiến họ mới bỏ chạy thôi. Không phải là bỏ chạy mà bị đuổi ra khỏi thôi. Chứ còn nếu không bây giờ chúng ta thành người Nhật rồi. Từ năm 45 đó là sự kiện thưa quý vị. Thành thử ra nước lớn luôn luôn đi bắt nạt nước nhỏ. À, cho dù ở kế hay không ở kế. À, ở kế thì bắt nạt dễ hơn và ở xa thì bắt nạt khó hơn. Nhưng mà cũng bắt nạt được và cũng chiếm được. Người Nhật đã từng chiếm Việt Nam mà, đúng rồi. Tôi nhớ nếu mà nhìn lại trong lịch sử nha, à, cái này buồn cười nhân tiện chia sẻ với bác Nguyễn Thế Biên luôn. Cái người Nga đó, vậy mà trong lịch sử Việt Nam họ chưa bao giờ chiếm nước Việt Nam ấy. Cái anh Nga là cái anh chủ nghĩa cộng sản, nó anh tiếp gì nó tùm lum là, nhưng mà trong lịch sử là Nga rồi chúng ta bị Trung Quốc này, Pháp này, Anh này, Nhật này, rồi những người miền Bắc hoặc là Mỹ này, đó đại khái là như thế. Là những cái nước lớn nó đều có nằm cho đều có từng đặt chân đến Việt Nam hết. À, Nga thì không có, hai Nga họ bán vũ khí rồi. Có một thư khá là dài của một bạn này, có lẽ bạn trẻ tên là Liên Nguyễn ở Seattle mà tự xưng em tên là Uyên. Cái thư khá dài cũng nói về những cái chuyện mà lâu nay ở trên đài này anh em chúng tôi nói cũng như là một số khán giả đề cập. Đại khái là em này không, mình không biết có nên đọc thư ra hết hay không, nó dài quá. Anh tóm gọn vài ý kiến. Tôi tóm gọn đại khái ra là em này cũng kêu gọi mọi người nên đoàn kết. Và em có nói như thế này, cháu rất hiểu tâm trạng của các bác, các cô, các chú phải chịu nhiều cảnh đau thương sau năm 75 nên có lòng căm hận người cộng sản. Nhưng cháu cầu xin các bác, các cô, các chú hãy tội nghiệp cho những người dân vô tội ở Việt Nam và cùng đồng lòng cùng một tiếng nói giống như bài hát Triệu Con Tim Một Tiếng Nói của anh Trúc Hồ đã sáng tác. Nếu nói một cách mộc mạc, ăn một cục nói một hơn, phải không? Tại vì không biết viết không có dấu, nói một hòn gì đó đại khái. Tao thà rằng ở đợi cho một thằng giàu có chứ tao không muốn ở đợi cho một thằng không có gì. Chúng ta không muốn ngàn năm lịch sử lặp lại, 1000 năm đô hộ giặc Tàu, 100 năm đô hộ giặc Tây. Với email này cháu cầu xin các bác nào nếu có nhạy cảm trong mặt kép thì đừng chụp cho cháu cái mũ hay cái nón cối lên đầu gọi cháu là cộng sản thì tội nghiệp cho cháu. Cháu là thế hệ mới. Kêu gọi mọi người tẩy chay đồ Trung Quốc với và mọi người dân Việt Nam ý thức đoàn kết, đoàn kết. À, đó là cái ý kiến của một cái cô tên là Uyên, chúng tôi đoán là nữ nhưng mà lấy cái email là Liên Nguyễn ở San Diego trình cùng khán giả. Rồi chúng tôi có một cái email của một khán giả tên là Dư Lương, Lương Dư đó. Xin có một cái ý kiến trong cái đoạn email của cái em nhỏ này. Chúng tôi cũng từng nói chuyện với rất nhiều người thuộc cái thế hệ mà gọi là U20, có nghĩa là 18, 19, U30 là khoảng chừng dưới tuổi 30 tuổi thưa quý vị. Các em đều chia sẻ một cái chuyện tất cả mọi người đều biết. Chủ nghĩa cộng sản không có work. Vâng. Và chủ nghĩa cộng sản đẻ ra những cái tệ nạn xấu xa nhất. Và các em cũng không nói rằng là không cần phải người lớn nhắc nhở cái chuyện đó. Họ đều biết cái chuyện đó cả. Cái vấn đề đặt ra là làm sao để cho tương lai chúng ta mất đi cái đó. Cái đó mới là cái con đường nào là con đường đi. Còn cứ nhắc đi nhắc lại hoài cái chuyện cộng sản là xấu thì tất cả mọi người đều biết chuyện đó. Vâng. Chứ đó không phải là cái chuyện mà bàn cãi nữa. Chúng tôi cũng nhận được hai cái email của khán giả tức là Dư Lương hay là Lương Dư đó, và một khán giả tức là Tony Trương cũng đề cập đến chuyện Trung Quốc và chuyện Hoàng Sa và những cái chuyện lâu nay chúng tôi vẫn nói trên kia chương trình này. Thì xin cảm ơn hai khán giả này bởi vì thư nó khá là dài, cũng nói lại những cái đề tài là tàu lạ ở Trung Quốc rồi chuyện Việt Nam vân 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 vân. Hy vọng có một dịp khác chúng ta sẽ đề cập. Đó là những cái thư chúng tôi nhận được ngày hôm nay và hôm qua. Có một số thư mà yêu cầu gửi thỉnh nguyện thư, gửi cái link thỉnh nguyện thư chúng tôi sẽ gửi và đã gửi. Xin cảm ơn tất cả quý vị một lần nữa. Mọi kiến đóng góp thắc mắc cho chương trình xin quý vị gửi email về qua địa chỉ sbtnmorning@sbtn.tv. Xin cảm ơn quý vị. Bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì chắc là anh Long phải đề cập đến chuyện gọi là Trung Quốc bây giờ đang gọi là cái gì, xây một pháo đài, một pháo đài trên biển đó, mà họ xây như thế nào anh Mạnh Phi Long? Thứ nhất
cái pháo đài thứ nhất, tôi không biết anh Dũng nói pháo đài này thì có tới 2-3 chuyện, có một cái đảo nhân tạo pháo đài. Tôi đang nói về giàn khoan. Giàn khoan, ok. Cái kia là chưa hình thành. À, thưa quý vị, cái giàn khoan của Trung Quốc bây giờ, thưa quý vị, người ta phía Việt Nam chụp hình và báo cáo, họ đã gửi những cái thông báo này gửi khắp thế giới, gửi lên Liên Hiệp Quốc và báo cáo cho biết rằng là Trung Quốc càng lúc càng đưa thêm tàu chiến vào cái vòng đai bảo vệ này. Ở trên bản quý vị, đây là một chiếc tàu, một cái hộ tống hạm có được trang bị các hỏa tiễn. Và hiện tại bây giờ các chiến hạm của Hải quân Trung Quốc mà gọi là làm cái pháo đài bảo vệ cho cái giàn khoan này bây giờ lên tới 6 chiếc cái chiến hạm. Và 3 chiếc chiến hạm mới được gửi tới. Và chưa kể đến hơn 120 chiếc của các lực lượng gọi là cải giám, hải cảnh, rồi các tàu mà tàu đánh cá ngụy trang, hơn 120 chiếc. Bây giờ 6 chiếc chiến hạm của hải quân, đó là phía Việt Nam tung lên trên các phương tiện truyền thông trong ngày hôm qua. Thì bây giờ trước cái chuyện mà Việt Nam đưa những cái thông tin như thế này lên diễn đàn Liên Hiệp Quốc, thì phía Trung Quốc đã trả lời như thế nào trong sáng ngày hôm nay? Sáng ngày hôm nay, thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Hoa Xuân Ánh có một cái cuộc họp báo và bà nói rằng Trung Quốc chúng tôi không đưa cái tàu chiến nào cả. Đó là ngu sao nhận. Đó là phía Trung Quốc. Và đây cái trò chơi này, thưa quý vị, chúng ta bên phía Việt Nam chụp hình và ghi rõ từng cái số của từng con tàu của tàu chiến của Hải quân Trung Quốc đến khu vực này và chụp hình và quay phim này đó đầy đủ, nhưng mà phía Trung Quốc vẫn nói rằng tôi không có làm chuyện này. Có một cái điều quý vị chắc cũng để ý là trong những ngày qua và có thể nói từ xưa đến giờ, những người phát ngôn viên Bộ Ngoại giao các chính phủ trên thế giới luôn luôn họ nói theo cái điều mà chúng ta không thể ngờ, tức là tại sao người này có thể nói trắng thành đen như thế. Chúng ta có bao giờ thắc mắc, và anh có bao giờ thắc mắc không? Rõ ràng là tàu Trung Quốc đâm tàu Việt Nam, nhưng mà Trung Quốc bảo là tàu Việt Nam đâm tàu Trung Quốc 1416 lần. Bây giờ không nói số lần, nghĩa là anh nói 1 cộng với 1 là 2, tôi bảo 1 cộng với 1 là 0, tôi cứ nói ngược lại hết. Tất cả mọi cái trên thế giới là người ta đều nói ngược và nói thuận cho mình. Tại sao họ làm như thế? Thực sự ra thì những cuộc họp báo này không phải là để cho nước ngoài nói, nước ngoài chỉ là chơi cách chính người ta nói với người dân của họ. Những hình ảnh của Việt Nam đưa lên, thông cáo báo chí Việt Nam đưa lên, người dân Trung Quốc không được đọc. Và ngược lại, những cái người dân Trung Quốc đưa lên, những hình ảnh Việt Nam đưa lên, của Trung Quốc đưa lên, Việt Nam không được đọc. Họ nói là nói với người dân chứ không phải nói với nước ngoài. Nước ngoài là chúng tôi nói phép chơi vậy thôi, anh tin không tin không, chuyện của anh. Chúng tôi nói người dân, bao nhiêu người dân Trung Quốc, bao nhiêu người dân Việt Nam tin vào nhà nước họ, chắc chắn cái số nó đông hơn, bởi vì họ không có đủ thông tin. Thành ra cái họp báo nào cũng thế, họ nói chơi cho vui thôi, nhưng mà họ nói có dụng ý. Thành ra nói với tôi, tôi thật với anh, nhưng bây giờ bảo tôi làm phát ngôn viên Bộ Ngoại giao cho tôi không làm, bởi vì bắt buộc phải nói xạo. Không nói xạo không làm phát ngôn viên Bộ Ngoại giao được. Mà không những phát ngôn viên mình mà không nói xạo làm phát ngôn viên Bộ Ngoại giao, sao lên Bộ trưởng Ngoại giao được. Tôi lòng vòng cái chuyện đó. Và cái chuyện mà mấy ngày hôm nay cả bên phía Việt Nam cũng như phía Trung Quốc cũng đem cái vấn đề này gửi những cái công hàm và cho lưu hành bên trong nội bộ của Liên Hiệp Quốc, có cái kết quả nào hay không? Hình như sáng ngày hôm nay có một cái kết quả nhỏ nhỏ. Kết quả như thế nào? Xin quý vị và tiếp tục ghi bàn tầng của SPTN. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau ít phút thông tin thương mại. Xin cảm ơn quý khán thính giả vẫn tiếp tục ghi bàn tầng của SPTN. Trở lại với chương trình, thưa quý vị, những cái hành động của phía Việt Nam và Trung Quốc trong cái chuyện mà phát hành những cái tài liệu nói lên quan điểm của mình tại diễn đàn Liên Hợp Quốc, hôm nay có cái sự mà gọi là trả lời. Theo đài AFP dẫn cái nguồn tin của Nhật, của hãng thông tấn NSK, thưa quý vị, cho biết rằng là phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc là ông Stefan Dujarric cho biết trong cái vấn đề Liên Hợp Quốc của Liên Hợp Quốc, xin lỗi quý vị, cho biết rằng là ông Tổng Thư ký Ban Ki-moon của Liên Hiệp Quốc có thể sẵn sàng đứng ra làm trung gian hòa giải nếu như các bên liên quan yêu cầu. Nếu về trong cái chuyện này, chúng ta thấy rằng là ông này có làm được gì hay chăng trong cái câu chuyện liên quan đến Biển Đông, khi chúng ta nhớ đến chuyện Syria đã xảy ra và cho đến giờ này chưa có giải quyết, và mọi chuyện đang coi như là bị lùi vào bóng tối trước những sự kiện khác. Người dân Syria cho đến ngày này hôm nay, những cái thống kê mới nhất cho biết là ít nhất là 150.000 người thiệt mạng, và một cái thế hệ
trẻ ở tại Syria càng lúc là càng bị là còi quách vì cái cuộc chiến quá kéo quá dài. Bây giờ với cái sự mà lên tiếng của ông Ban Ki-moon này, anh Dũng nghĩ rằng là tình hình Biển Đông có khá hơn không? Tôi nghĩ là không khá cả. Thực ra lên tiếng là của đại diện của Ban Ki-moon để làm cho thế giới thấy là Liên Hợp Quốc cũng có vai trò nào đó và họ cũng có cái ý tốt của họ mà không. Là họ hy vọng khi mà nói ra như vậy đó, thì tình hình sẽ bớt căng thẳng. Tức là họ gửi cái thông điệp đó là Liên Hợp Quốc có chú ý cái chuyện này và có biết chuyện này. Thì thực sự ra cái này thứ nhất đó là nó cho thấy là Liên Hợp Quốc không phải là không biết chuyện này. Cái thứ hai là ông Ban Ki-moon biết chuyện này và muốn xử. Nhưng mà cái chuyện này nó có vẻ lợi cho Việt Nam hơn về mặt dư luận. Tức là cái chuyện này nó đã được cả thế giới đề cập. Nhưng mà cái điều mà không xảy ra và sẽ không bao giờ giải quyết được là bởi vì sao? Cái này nó chả đi tới đâu hết. Vì lý do rất đơn giản. Quý vị để ý tất cả những cái vấn đề tranh chấp lãnh thổ và những cái cuộc xung đột nào trên thế giới này mà liên quan đến năm nước thường trực thành viên hội đồng, thành viên thường trực hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc á, không bao giờ giải quyết được bởi vì họ có quyền veto, cái quyền phủ quyết của họ. Chúng ta thấy bên Syria, mặc dù Syria không phải là thành viên thường trực hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc nhưng mà có anh đại ca Nga đỡ đầu, không làm được cả. Đằng này Trung Quốc là trực tiếp dính vào Việt Nam mà thành ra không giải quyết được chuyện gì cả. Tôi nghĩ nó chỉ là một cái mang tính biểu tượng mà thôi. Nhưng mà trong cái bản tin này cho biết là ông Lê Hoài Trung, đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc á, thì cũng có được hỏi, được hãng thông tấn AP dẫn lời, ông cũng khẳng định lại lập trường của Việt Nam lâu nay thôi. Là kiên quyết rút ra khỏi, yêu cầu Trung Quốc rút khỏi giàn khoan ra và chúng tôi hòa bình, chúng tôi không đánh nhau, là đất nước chúng tôi mấy chục năm đã từng chiến tranh rồi, chúng tôi không muốn chiến tranh nữa, đại khái là như vậy. Thì cái này tôi nghĩ là chả đi tới đâu cả. Bởi vì mặc dù tôi rất muốn là nó tới đâu nhưng mà thưa quý vị, không tới đâu hết. Có một cái chuyện chúng ta chắc cũng mọi người chúng ta chắc cũng để ý là tất cả mọi chuyện này đều có mang tính chất biểu tượng. Ngay cả chuyện mà kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế cũng vậy, chỉ là một cái chuyện biểu tượng thôi thưa quý vị. Chúng ta cứ nhớ ngay chuyện vừa mới xảy ra đây. Philippines kiện ra tòa án quốc tế và bên tòa án quốc tế yêu cầu Trung Quốc trả lời cho chuyện này. Trung Quốc wow. No, I don't care. tôi không cần biết cái chuyện này là cái chuyện gì cả. Cho nên thật sự tất cả những cái chuyện hiện nay là những cái chuyện mà dành cái sự biểu tượng mà thôi. Còn cái đến kết quả cuối cùng thưa quý vị chắc là ngoài chiến trường mới giải quyết được cái chuyện cuối cùng mà thôi. Và cái điều này nó cho thấy quý vị thấy tại sao mà hôm trước có một khán giả nào người lính già Pennsylvania nói tại sao gọi mình là đại ca là xấu, tại sao chúng ta đến chúng ta bầu ta ủa chứ bây giờ không có kẻ tốt thế giới này, toàn kẻ xấu, chúng ta tìm nào mà xấu nhưng mà nó làm chúng ta sung sướng, đời sống chúng ta nó làm gì cho nên ở đó thôi. Bảo đảm với quý vị, người dân Trung Quốc bây giờ họ cũng rất là tự hào với đất nước của họ. Họ đi qua nước khác bị Mỹ, Anh, Pháp, Nga chặn. Họ bảo hồi xưa mấy anh chặn được tôi đâu cho mấy anh chặn. Bây giờ họ cũng tự hào, họ bảo hey, mấy anh cũng đi là làm những cái trò này trò kia, ăn hiếp nước khác, tới biên chúng tôi chuyện rất bình thường. Bởi vì không có chuyện gì mà không có nguồn gốc, có lý do. Nó là không, chúng tôi không ủng hộ cái chuyện đi xâm lăng nước khác nghe quý vị. Nhưng mà điều này nói cho quý vị nghe rằng là cái chuyện chúng ta không thể tránh được. Nước nào cũng thế thôi. Anh đã nói chuyện không ủng hộ, tôi không đồng ý. Không ủng hộ những hành động đó. Chúng ta đã từng ủng hộ Hoa Kỳ tấn công Iraq. Và hiện tại người chúng ta nhìn Iraq, cái sản phẩm, cái để lại của Hoa Kỳ là như thế nào. Càng lúc càng tan nát. Mới đây, cách đây 2 ngày thôi, các lực lượng mà là phiến, gọi chúng ta gọi là phiến quân Iraq, những lực lượng mà gọi là cực đoan, Hồi giáo, họ chiếm những một cái thành phố mà lớn thứ hàng thứ hai của Iraq. Mosul. Thưa quý vị. Và qua cái chuyện này chúng ta thấy rằng là Hoa Kỳ đâu có để lại một cái thế giới bình yên sau khi thì tôi đã nói mà chúng ta cũng đã từng ủng hộ cái chuyện đó. Mà nói xa hơn thưa quý vị, khi mà người Anh này là đưa chiến hạm từ Anh mà đi xuống Nam bán cầu để chiếm cái đảo Malvinas, Falkland ngay cái sát nách với lại Argentina, chúng ta cũng im lặng hết trong chuyện đó. Chúng ta cũng đi theo các đại ca như thường. Nói chung quyền lợi của người nào thì chúng ta gắn liền với cái thế lực đó thôi. Ý tôi muốn nói là tôi không ủng hộ tất cả hành động mà gọi là sai luật, nhưng mà tôi không ngăn chặn được họ làm chuyện đó. Đó là ý tôi muốn nói là như vậy. Cái vụ ở Mosul thì điều này tôi đã nói từ lâu rồi. Khi mà Mỹ rút khỏi Iraq là sắp sửa có nội chiến trở lại, bởi vì Shiite này, rồi Kurd này, rồi Sunni này quánh nhau này. Bây giờ là cái nhóm gọi là loạn quân nó chiếm thành phố Mosul, là thành phố lớn thứ gì. Ngày hôm qua tin tôi đọc là anh biết không, cảnh sát, binh lính, giới chức chính phủ bỏ chạy hết, dù kia là phiến quân họ vào như chỗ không người. Mình không biết giờ nói sao bây giờ. Có hai chuyện khi anh nhắc đến chuyện Mosul thưa quý vị,
sau khi mà Hoa Kỳ coi như là xâm lăng Iraq, thưa quý vị, coi như là 85% các công ty dầu của Iraq là thuộc về các công ty của phương Tây. Đó là điều số 1. Điều số 2, chúng tôi còn nhớ trong khoảng thời gian đó khi chúng ta bàn nhau những cái chuyện liên quan đến chuyện Iraq, có người đồng ý, người không đồng ý, nó chia nhau theo cái lằn ranh đảng phái chẳng hạn, thì một số người phải đánh nhau chứ để chúng ta có việc làm. Đó là rất nhiều người trong chúng ta nói cái câu đó. Cho nên khi nói anh Dũng cái chữ đại ca, thưa vị, đại ca là đôi khi quyền lợi của đại ca mà dính đến quyền lợi chúng ta cũng nhắm mắt như thường. Dũng xin lỗi, chúng tôi gọi chữ đại ca là còn là tôi lịch sự lắm đó. Trở lại chuyện Á Châu đi. Thưa quý vị, Nhật cho biết là phi cơ Trung Quốc lại khiêu khích Nhật trên bầu trời biển Hoa Đông. Chúng ta cũng nhớ là hôm trước cách đây độ khoảng 2 tuần thì máy bay Trung Quốc cũng đã có một lần bay rất là sát máy bay của Nhật, và hôm nay họ cũng làm lại như vậy. Đó là lời phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Isunori Onodera của Nhật nói sáng ngày hôm nay. Ông cho biết là phi cơ của chiến đấu cơ của Trung Quốc đã bay gần một cách không bình thường trong vùng biển Hoa Đông. Và họ có những cái bức hình chụp được máy bay của Trung Quốc, và họ đã xác định được một trong hai chiếc máy bay này là Sukhoi 27. Đó là cái Bộ Quốc phòng của Nhật cho biết. Lần trước là hôm 24 tháng 5, tức là cách đây độ khoảng chừng hơn một tháng là Trung Quốc đã làm chuyện này. Thì chúng ta cũng biết Trung Quốc và Nhật bây giờ đang có tranh chấp chủ quyền trên cái quần đảo Senkaku Điếu Ngư Đài. Một bên thì quản trị từ hồi đó giờ, còn bên họ hê theo lịch sử là của tôi. Đó, nó y chang Hoàng Sa. Có điều nó khác một cái chỗ là Senkaku vẫn còn nằm trong tay người Nhật, là bởi vì nhờ có anh đại ca Mỹ bảo trợ. Còn Hoàng Sa của chúng ta thì đã vào trong tay của anh Bắc Kinh rồi, vì không có anh đại ca bảo trợ. Rất là đơn giản, rất là đơn giản. Quý vị nào tôi nghe nhiều vị trong binh chủng, tức là hai quân Việt Nam Cộng Hòa kể là lúc đó học đội 7 chúng tôi đi chỗ khác chơi. Mà thưa quý vị nhé, về mặt địa lý đó, Hoàng Sa cách xa Hải Nam hơn là Senkaku đối với bờ biển của Trung Quốc. Không. Mà cũng không bao giờ có một vị tổng thống Hoa Kỳ nào hồi đó bảo nhắc gì đến Hoàng Sa đó. Nhưng mà tổng thống Hoa Kỳ và tất cả giới chức cao cấp Hoa Kỳ khi đến Nhật đều nhắc Senkaku hết, thuộc quyền quản trị của Nhật và đã nằm trong hiệp ước phòng thủ giữa Nhật và Mỹ. Chúng ta nghĩ sao khi chúng ta không được đề cập mà người Nhật được đề cập? Đó là cái vấn đề để chúng ta suy nghĩ. Và nói chuyện người Nhật, thưa quý vị, họ cũng không đợi đại ca là lo hết cho họ tất cả. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của nước Úc đã đến Tokyo và được Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tiếp kiến. Wow. Và họ nói gì chuyện gì? Theo bản tin Reuters cho biết, hai bên nói nhau về vấn đề defense cooperation, có nghĩa là hợp tác phòng thủ. Đây là cái chuyện mà người Nhật cần phải làm. Thứ nhất là tạo một cái liên minh rộng lớn để mà đối phó với một anh chàng khổng lồ đang càng lúc càng vươn vai đứng dậy. Thì đây là cái chuyện mà các quốc gia trong khu vực Đông Á, khu vực bờ Đông Thái Bình Dương và khu vực Đông Á phải liên kết lại với nhau trong cái lúc này. Nó có một cái giả thuyết về cái chuyện này mà trong những ngày qua người ta đang bàn và cũng đã bàn thời gian trước nhưng mà không biết có hình thành hay không. Đó lập ra cái kiểu gọi là ASEAN NATO, bao gồm Nhật, các nước trong khối Đông Nam Á và Úc. Đó là cái đề kỵ nghị của người ta, tức là 10 nước Đông Nam Á cộng với Nhật cộng với lại Úc. Đài Loan không thấy được nhắc là Đài Loan sớm muộn thì cũng có thể là nhập chung với Trung Quốc rồi, và họ cũng nghi ngờ anh Đài Loan nữa đó. Thì đây là một cái mà giải pháp mà các nhà ngoại giao cũng như các nhà phân tích chiến lược gia đang đề nghị trong những ngày qua, đặc biệt là cái Shangri-La, nhưng mà rất là khó hình thành. Nhưng nếu hình thành được cái này thì sẽ là một cái mối đe dọa, một cái lực lượng gọi là đối trọng rất lớn đối với Trung Quốc. Bởi vì quý vị nhìn nó, Nhật ở trên á, cũng quên Nam Hàn đó chứ, Nhật, Nam Hàn rồi xuống đến Philippines, Úc rồi và các nước ở Đông Nam Á nữa, nếu mà đoàn kết lại với nhau lập ra cái khối đó thì có thể là rất là tốt. Nhưng mà lập là một chuyện, nhưng mà có quốc hay không, làm việc hiệu quả không lại làm chuyện khác. Tất nhiên Trung Quốc họ không ngồi yên, họ sẽ phá cái tư thế cái khối này nếu mà có thành lập. Cái này làm tôi nhớ thập niên 1950, chắc quý vị lớn tuổi còn nhớ hồi đó Đông Nam Á đã từng lập cái khối này gọi là khối CITO,
bắt chước giống như khối NATO, tức là minh ước Bắc Đại Tây Dương, còn SITO là minh ước Đông Nam Á. À, nhưng mà cuối cùng nó chết, chả có nước nào, bởi vì sao? Không có tiền. Có lập cái gì lập, không có tiền mua vũ khí thì không làm gì được. Khối NATO lý do mà họ tồn tại cho đến ngày hôm nay là thậm chí họ gia tăng thêm số thành viên là bởi vì có mấy anh đại ca Anh, Pháp, Mỹ, tiền bạc nhiều, Đức tiền bạc nhiều, họ có tiền họ chi. Với lại là cái sự khác biệt của họ nó không lớn lắm. Người châu Âu thì phần lớn là họ mắt xanh mũi lõ thì họ nói nó dễ nghe hơn. Cái mức đoàn kết của họ nó cao hơn người châu Á. Người châu Á chúng ta nhiều cái vấn đề lịch sử nó còn dính dáng, chẳng hạn vấn đề đệ nhị thế chiến đó, đại khái là vậy. Mà bây giờ ông mắt xanh mũi lõ Úc ở miền Nam bán cầu mà đi chơi với ông châu Á, các bác đó nói là hơi khó đó. Nhưng mà người ta vẫn hy vọng là có thể lập ra một cái gì đó. Nhưng mà thật sự mà nói để mà nó quốc á, khó lắm. Bởi vì SITO là một cái ví dụ rất là rõ ràng. Hồi đó là cắt băng Khánh Thành rồi tuyên bố lập văn phòng này kia, u sự đụng thứ hết. Dần dần nó đi vào quên lãng, và bây giờ định lập lại ASEAN NATO thì không biết có được hay không. Chuyện việc tiếp tục với màn hình của SBTN, chúng tôi sẽ trở lại sau ít phút thông tin thương mại. Xin cảm ơn quý khán thính giả vẫn tiếp tục với băng tầng của SBTN. Quý vị đang theo dõi chương trình SBTN Morning với Đỗ Dũng và Mai Phi Long. Tiếp tục chương trình ngày hôm nay, thưa quý vị, một cái bản tin mà chúng làm cho chúng ta nhớ lại trong một thời kỳ chiến tranh lạnh. Cái chuyện này không phải là chuyện bắn nguyên tử, thưa quý vị, mà chuyện các người trong khối cộng sản coi như là tị nạn đào thoát sang các thế giới Tây Phương. Và chuyện này vừa xảy ra ở tại Hoa Kỳ, là một nhóm các vũ công ballet thuộc cái đoàn vũ công ballet quốc gia của Cuba đi sang Puerto Rico trình diễn, và 6 người đã coi như là trốn luôn, không đi về. Và những người này trên màn ảnh quý vị, những người rất rất là trẻ, là một cái thế hệ hoàn toàn mà là phải nói là không có liên quan nợ nần gì hết đến cuộc cách mạng 1959 cả. Tôi gọi tiếng giang hồ là không ân oán giang hồ, không ân oán gì cả. Và các sự giải thích của các diễn viên này thì họ nói rằng là chúng tôi muốn tìm một cuộc sống tốt hơn ở tại Cuba, không có cái cuộc sống tốt đẹp đó để cho chúng tôi tự do gọi là hoạt động nghệ thuật của chúng tôi. Trong một cái bản tin của Reuters cho biết thì sáng hôm nay họ đi trốn ngày hôm kia, vâng, và ngày hôm qua thì họ đã xuất hiện trong một cái cuộc họp báo ở tại Miami. Và trong những cái bản tin mà họ chia sẻ ở đây, thí dụ như là cuộc sống ở tại Cuba, những cái người mà họ này họ được trả lương một tháng từ 10 đồng cho đến 30 đồng. Từ 10 đến 30 đô la một tháng, tức là một ngày khoảng chưa tới 1 đô la. Dạ, cho nên thì họ tìm một cuộc sống nó tốt đẹp hơn cho cái tài năng của họ. Thì cái câu chuyện này chưa làm cho chúng ta nhớ trong cái thời chiến tranh lạnh. Thỉnh thoảng chúng ta nghe những cái tin những người mà từ trong khối Xô Viết đi ra biểu diễn nghệ thuật hoặc là nhiều cái khác nhau, họ có cơ hội, họ tìm cách họ chạy trốn. Đây là những người mà họ có cơ hội hơn những người khác là bởi vì họ có tài năng. Và chắc chắn nó bảo đảm với anh là những người này cuối cùng mà được thẻ xanh rồi đó, họ sẽ hoạt động trong những cái đoàn múa ballet rất nổi tiếng, và nó sau này có thể xuất hiện là nhà hát Broadway New York hay đâu đó chẳng hạn. Mà bây giờ là đã có các ông bầu là chờ sẵn rồi, và cũng có khi với ông bầu xúi với người này đó, đó là theo cái theory. Bởi vì chúng ta nên nhớ đó là cái này là lần đầu tiên tôi thấy cái vụ vũ ballet nha. Chứ anh biết ở bên người Cuba mà trong thời gian vừa qua đó, cái lĩnh vực nào là người ta đi tị nạn nhiều nhất anh biết không? Trong các cái gọi là biểu diễn này hả? Cầu thủ baseball. Baseball là cái môn mà popular ở Mỹ. Thì có nhiều ông Cuba đó đi chơi baseball hay đi chơi những môn thể thao khác là với ông bầu là chỉ sẵn. Mà nó có cái luật về di trú đặc biệt, nhưng mà thưa quý vị, từ thập niên 60 từ thời ông Kennedy và đó đến bây giờ không bỏ được, là bất kỳ người dân Cuba nào khi mà đến Mỹ mà bước lên trên được cái bờ của đất Mỹ đó, một chân nó cũng được nha, không cần hai chân, là coi như anh đương nhiên sẽ có thẻ xanh. Cái luật đó giờ không bỏ được. Còn những người này thì khi họ chỉ cần nói là chúng tôi xin tị nạn chính trị thôi, và họ chỉ cần nghĩa là sư chú là ra phỏng vấn mấy cái là ok, là bởi vì những người này trên giấy tờ theo luật pháp của Mỹ được coi là đang sống trong đất nước mà bị đàn áp. Thành ra là họ khi mà họ nói là tôi xin tị nạn là gần như là ok.
Nói về cái vụ này, thưa quý vị, đây là liên tục trong vòng 2 năm. Năm ngoái thì cũng có một cái vụ đào thoát, nhưng mà không có nhiều như vậy. Chỉ có một vài người, cộng với một người là coi như là giám đốc trưởng đoàn cũng đi theo. Đó là cái chuyện của năm ngoái. Còn đây là 6 người trên thế giới mà quý vị hiểu biết nhiều về cái thế giới này thì ở Cuba lại sản xuất ra rất nhiều vũ công. Ba lê rất là nổi tiếng. Đạo quảng quá. Tại vì thứ nhất là họ không có bị nhiều cái pressure, nhiều cái áp lực khác. Nói trong cái thế giới mà chúng ta nói đi là cái thế giới nó không có được cạnh tranh vật chất nhiều thì người ta lại yên tâm làm cái chuyện này. Nhưng mà thì đó, những cái người này là những cái người mà được đào tạo ở trong những cái quốc gia cộng sản rồi được cuối cùng rồi họ cũng nghĩa là máu cũng chạy đi chỗ khác à. Bảo đảm quý vị thấy không? Dù là bức tường ngăn cách như thế nào, chính quyền cộng sản họ là ngăn ngừa như thế nào chăng nữa, nhưng mà cái thị trường nó vẫn thu hút những cái này. Cuối cùng là như anh Mai Phạm là như cái này, họ cũng nói thẳng là chúng tôi đi tìm cuộc sống tốt hơn và chúng tôi có cái nơi để chúng tôi phát triển tài năng hơn đấy. Thì sau này một số ít thì không có thành công, nhưng phần lớn những cái này là họ đều thành công rồi, giống như cá mà gặp nước vậy đấy. Ngày hôm qua, Virginia và Washington DC có một cơn động đất. Động đất này, động đất rất lớn thưa quý vị. Động đất mấy độ anh Vũ Dung? Động đất này tôi nghĩ là không thể tính độ được. Bởi vì độ này phải là double digit number. Động đất này nó không chưa bao giờ có. Thực ra chưa bao giờ có thì không đúng. Nhưng mà đã từ lâu rồi, cũng ít nhất là tôi nghĩ rằng cũng phải là cỡ 20 năm rồi mới có trở lại. Cỡ trên 20 năm rồi. Đúng 20 năm. Đó là chuyện gì thưa quý vị? Dân biểu Eric Cantor, lãnh tụ phe đa số của Đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện, tức là nhân vật số 2 của Đảng Cộng Hòa Hạ Viện và cũng là nhân vật số 2 của Hạ Viện, ngày qua bị thất cử trên màn hình. Đó là lời phát biểu của ông. Bầu cử sơ bộ. Có nghĩa là của Đảng. Bầu cử nội bộ. Đúng rồi. Ông nói rất đơn giản. Chúng ta không có đủ phiếu. Ông đã thua một vị ứng cử viên. Đây là ông Dave Brett. Ông này là giáo sư kinh tế. Một người vô danh tiểu tốt. Đã được 56% số phiếu. Ông Eric Cantor chỉ 44% số phiếu mà thôi. Và trong cuộc bầu cử này, ông Eric Cantor xài 5 triệu đô la. Trong khi ông kia chỉ có 200 ngàn đô la thôi. Cho tới một tháng trước khi ngày bầu cử, ông Eric Cantor vẫn bơm vô 1 triệu đô la, nhưng mà too late. Trước đó, các cuộc thăm dò dư luận đều cho thấy hai ông ngang ngửa với nhau, nhưng các nhà phân tích chính trị ở Washington DC, những người mà gọi là thấu hiểu nhất đó, và cái bản thân ông Eric Cantor đều nghĩ rằng cuối cùng ông sẽ thắng, bởi vì ông quá mạnh. Ông là một người nhân vật số 2 ở Hạ Viện. Ông là gốc Do Thái. Ông là người có thể tương lai trở thành Tổng thống của Hoa Kỳ. Ông có thể là người sẽ tương lai trở thành Chủ tịch Hạ Viện của Hoa Kỳ nếu ông John Boehner nghỉ. Thì cái túi tiền của ông rất là lớn, quyền lực ông rất là lớn. Nhưng cuối cùng thưa quý vị, nào ngờ gì xe riêng, tưởng rằng cháu ngã, nào ngờ xe riêng. Ngày hôm qua, tối ngày hôm qua thưa quý vị, chấn động Washington. Chấn động Washington. Như vậy là ông Depress sẽ tháng 11 vào đấu với một ông bên Đảng Dân Chủ ở địa hạt số 7. Địa hạt số 7 của Virginia nó nằm ở phía nam của Virginia. Có vẻ như mà ông Depress này là người của Tea Party. Học cái điều đặc biệt là đó. Ở chỗ đó. Ở chỗ đó. Điều này nó nói lên nhiều cái, thưa quý vị. Nó cho thấy là tiểu bang Virginia nó giống như nước Mỹ thời mà nội chiến đó, Nam Bắc phân tranh đó. Cái người ở phía nam Virginia họ bắt đầu họ phản ứng với cái thành phần ở phía Bắc, bởi vì họ cho rằng cái ông Eric Cantor này ở Washington DC, ông bắt đầu ông liberal là ông thay đổi rồi. Mà cái chuyện chính trong cái chuyện này thưa quý vị là nó có một cái chuyện gọi là vấn đề di trú, cải tổ di trú. Quý vị biết là cái luật cải tổ di trú đã được Thượng viện thông qua, hiện nay đang kẹt ở Hạ Viện. Mà ông Eric Cantor đó trong nội bộ với nhau đó, ông rất ủng hộ cái chuyện này. Ông ủng hộ là ân xá cho 11 triệu di dân bất hợp pháp, nhưng mà công khai thì ông không dám nói, bởi vì nói là kẹt, bởi vì nghe ông John Boehner giờ không dám công khai. Nhưng mà ngày hôm qua thưa anh, ông bị thua cái này mới đau. Ông thượng nghị sĩ Lindsey Graham của South Carolina là người công khai ủng hộ cái dự luật cải tổ di trú, cũng đối đầu với một đối thủ của Tea Party trong ngày hôm qua ở Đảng Cộng Hòa. Cuối cùng ông thắng sát nút. Đó. Thì ngày hôm qua ở tại miền Nam nước Mỹ nó có hai cái chuyện nó xảy ra. Rồi thêm một cái nữa. Địa hạt số 8 cũng vượt xì nhà luôn, kế địa hạt số 7 của Eric Cantor. Ông Jim Moran, ông này cũng một dân biểu lâu đời của Đảng Dân Chủ. Tối ngày hôm qua, thua phiếu cũng một đối thủ luôn trong đảng. Bây giờ người ta chưa có số chính thức, nhưng mà đối thủ của ông là ông bây giờ đã tuyên bố là tôi thắng ông rồi. Thì ông Jim Moran kỳ này có thể bị đi luôn. Thì đây là những cái chuyện mà thưa quý vị, chấn động Washington. Bởi vì không ai nghĩ Eric Cantor hôm qua khi tôi đọc cái tin này, mày phải không? Tôi ngạc nhiên luôn, cùng tôi bảo, what? Tôi coi kỹ lại, đúng thật. Tôi vô tôi coi, đúng là ông thừa nhận ông thua.
nó có một cái giả thuyết người ta đưa ra, hai cái giả thuyết nữa là thứ nhất đó là ông này bắt đầu mất cái connected, tức là anh ở Washington DC nhiều quá, anh không quan tâm tới chúng tôi. Khi anh thấy quá trễ rồi, người dân bắt đầu người ta ghét, người ta đi bầu, người ta bầu cho cái ông đối thủ của anh, thì anh mới đổ tiền vô thì quá trễ. Cái thứ hai nữa người ta nói đó là cũng có thể là vì qua những cái gọi là thăm dò và tiền bạc này tung ra nhiều quá, cái ủng hộ viên của ông nó nghĩ là ông sẽ thắng nên họ không đi bầu. À, cái đó cũng là cái chết. Cái điểm chính ở đây là thứ vụ này hồi nãy tôi nói tại sao 20 năm mới xảy ra. Năm 1994, ông Tom Foley lúc đó, đó là chủ tịch hạ viện của Đảng Dân chủ kiểm soát. Ông đại diện một cái địa hạt ở bên tiểu bang Washington, ở thành phố Spokane. Mà ông đại diện đã 30 năm, ông cũng bị thua rồi. Bị mất chức, ông mất chức dân biểu vào lúc đó ông đang là chủ tịch hạ viện. Thì đó là năm 94, bây giờ 20 năm sau thêm cái ông này. Đây là hai vụ động đất lớn nha anh. Chủ đề chính đây quý vị thấy sao? Đi bầu. À, anh Long nãy nói là cái điểm chính là cái chỗ Tea Party đó. Anh thấy người Tea Party họ ít nha. Mà tại sao họ thắng? Vì họ này là họ đoàn kết với nhau. Hồi sáng ngày chúng tôi đọc một cái bài phân tích của trên CBS cho thấy, đưa ra những cái lý do mà họ nghĩ rằng là tại sao ông Eric Cantor là đã bị thất cử ngày hôm qua. Thứ nhất là khối Tea Party họ đoàn kết nhau rất là chặt trong cái vụ mà đi bầu cử sơ bộ lần này. Và trong cái những cái nỗ lực của phía Tea Party, thưa quý vị, là tất cả những cái talk show mà trên radio, ít nhất là ba người mà nổi tiếng trong cái thế giới đó, họ đoàn kết với nhau trong chuyện này để mà tấn công Eric Cantor. Và lý do để cho chúng ta rõ ràng tại sao trong cái vụ này mà khối Tea Party họ đoàn kết với nhau, thứ nhất, họ nói rằng trong cái vụ mà immigration, ông Eric Cantor làm chưa đủ. Là chúng ta cũng nhớ có một lần là ông John Boehner và ông Eric Cantor, hai ông này coi như là ém cái chuyện này. Nhưng mà về cái bề mặt thì là họ nói rằng là ông này về bề mặt thì là coi như là chống lại cái sự cải tổ di trú, nhưng mà bề trong thì ông lại có những cái sự tương nhượng. Cho nên khối Tea Party họ đoàn kết lại với nhau để họ đánh ông này. Nhưng mà về phía Đảng Cộng Hòa, thưa quý vị, họ nhận thấy một cái điều mà chắc chúng ta chỉ ngồi ở ngoài thôi, chúng ta thấy là cái tình hình con số cử tri càng lúc càng khác. Nếu mà không có một cái sự mà Đảng Cộng Hòa tranh thủ cái khối mà dân Nam Mỹ, thưa quý vị, khi là trong tương lai họ trên những cuộc bầu cử mà cấp như là general election, tổng tuyển cử, thì họ sẽ thua, tiếp tục thua. Cũng như trong trường hợp tại sao ông tổng thống Barack Obama thắng nhiệm kỳ thứ hai sẵn 75% số phiếu của người Latino, thì bây giờ Đảng Cộng Hòa phải có thay đổi. Nhưng những người trong cái địa phương này họ lại không nghĩ như thế. Cho nên cái một trong những điều mà người ta phân tích là rằng Đảng Cộng Hòa hiện tại bây giờ đang bị xâu xé bởi cái nhóm người Tea Party. Nhưng mà qua cái chiến thắng của cái ông Brad này, thì chúng ta thấy rằng là những người mặc dù số nhỏ nhưng mà họ đoàn kết hết mức đã, thì họ lại đạt được cái điều mà họ chỉ muốn. Có 200.000 đối với 5 triệu, anh thấy không? Thì và ông Eric Cantor này phải nói rằng là cái sự mà thất bại của ông phải là một cái động đất, mà động đất kinh hoàng ở lắm. Trong cái thế giới chính trị, mà đặc biệt ở trong đảng, nội bộ Đảng Cộng Hòa. Thì bài học rút ra đây chỉ có hai chữ thôi, thưa quý vị: đoàn kết và đi bầu. Chúng ta không đi bầu chúng ta sẽ bị thiệt, và do đi bầu chúng ta sẽ chiến thắng bất kỳ một kẻ thù nào hay bất kỳ một đối thủ nào. Cũng như vậy, chúng ta mà đoàn kết đó, thì dù là cổ pháo cỡ nào, hay là xe pháo cỡ nào, chúng ta làm cho nghiêng ngả hết. Và điều đó đã xảy ra tối ngày hôm qua tại Washington DC. Xin quý vị tiếp tục dưới màn hình của SBTN, chúng tôi sẽ trở lại chương trình sau ít phút thông tin thương mại. Xin cảm ơn quý khán thính giả vẫn tiếp tục dưới băng tần của SBTN. Trở lại cơn động đất tại Virginia ngày hôm qua với sự thất cử của ông Eric Cantor, thưa quý vị. Một bài học cho cộng đồng Việt Nam chúng ta mà chúng tôi trên chương trình này nhắc hoài, đó là sự đoàn kết. Mặc dù quý vị đi sâu vào cái chuyện mà khối Tea Party họ đoàn kết lại với nhau, họ chỉ là một nhóm rất là nhỏ để họ đánh bại ông Eric Cantor. Cái lý do họ đưa ra thật sự mà nói về chính đáng nó chẳng chính đáng thế nào cả. Nhưng mà chúng tôi muốn là chúng tôi làm thôi. Về tương lai là cái sự này là cái chuyện mà làm hại cho Đảng Cộng Hòa trong vòng tương lai. Nhưng mà doesn't matter, không có ý nghĩa gì cả. Chúng tôi đoàn kết và chúng ta, và họ đã chiến thắng được trong lần này. Đây là bài học của Việt Nam chúng ta. Và nói trong chuyện này có một cái thư của khán giả gửi vào. Xin mời anh Đỗ Dũng. Thư khán giả này cho biết là: tôi tên An Khương Huỳnh, kính chào hai bạn Đỗ Dũng, Mai Phi Long. Luật sinh tồn của tạo hóa là mạnh được yếu thua. Xin lỗi anh. Cá lớn ăn cá bé, lịch sử thế giới và lịch sử Việt Nam đã chứng minh điều đó. Lãnh thổ Việt Nam mình khởi đầu chỉ có vùng đồng bằng Bắc Bộ, nay trải dài đến tận mũi Cà Mau.
chúng ta đã tiêu diệt chim thành, chân lạp. Còn Trung Quốc ngàn đời luôn lăm le xâm chiếm nước ta mà có đồng hóa được Việt Nam ta đâu. Lãnh đạo đất nước tài giỏi là phải làm sao giữ được đất nước trong lúc khó khăn này. Lịch sử chứng minh dân tộc Việt Nam rất kiên cường trong việc chống ngoại xâm. Chúng ta luôn tin tưởng sẽ chiến thắng bọn xâm lược. Chúng tôi đồng ý với ông trong cái chuyện chúng ta lúc nào cũng tin tưởng điều đó. Và trong lịch sử chúng ta, người Việt Nam đã chứng minh cái chuyện này. Nếu không thôi bây giờ chúng tôi với anh Dũng không nói bằng tiếng Việt mà chúng tôi sẽ nói nhau bằng tiếng Mandarin hoặc tiếng Nhật hoặc tiếng Pháp hay gì đó chúng ta không biết. Nhưng mà đó là chuyện là cuộc gọi là động đất, một cái chấn động ở tại Washington DC đã xảy ra tối ngày hôm qua liên quan đến dân biểu Eric Cantor, lãnh tụ số 2 của Đảng Cộng Hòa ở tại Hạ Viện, một người phải nói là tương lai rất là sáng lạn, nhưng mà coi như tạm thời phải gọi là dừng bước giang hồ. Nhưng mà ông vẫn là lãnh tụ đa số của Hạ Viện từ giờ tới hết tháng 12, qua đầu tháng Giêng năm tới thì lúc đó người mới mới lên thay thế. Có một vụ khác cũng chấn động, nhưng mà chấn động rất là lớn, nhưng mà nó vẫn còn đang, nhưng mà nó không kéo dài, nhưng mà có thể sẽ kéo dài. Mà chấn động lần này là ở bên bờ phía tây California, cũng ngày hôm qua luôn. Hôm qua miền đông là vụ Eric Cantor, bên miền tây đó thì xảy ra một cái vụ. Đó là vụ gì mà phải không? Đây là bên miền đông thì là chuyện chính trị. Vâng. Đây á cũng chính trị luôn. Nó cũng chính trị nhưng mà nó mo về phía xã hội nhiều hơn, xã hội dân sự nhiều hơn. Và cái chuyện này liên quan đến một cái liên quan đến tương lai con em chúng ta. Vâng. À, đó là một cái phán quyết của tòa dính đến một cái vụ kiện của một nhóm học sinh về cái chuyện mà thực hành cái gì là coi như chúng tôi dùng cái từ như thế này, coi như là cái chuyện mà quản lý các giáo viên và giáo sư trong đại học, trong và trường hệ học. Thống trường học California. Câu chuyện này khá phức tạp người anh Dũng. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm qua một chánh án tòa thượng thẩm ở Los Angeles đã phán quyết cái luật chính ngạch của California là vi hiến. Luật chính ngạch của California nghĩa là gì? Tiếng Anh gọi là tenure, có nghĩa là khi một giáo viên hay một giáo sư vào trong trường công của California mà dạy học đó, mà được vào chính ngạch rồi đó, bên Việt Nam Việt Cộng sau năm 15 họ gọi là biên chế đó. Thì khi được vào chính ngạch đó rất là khó đuổi họ, và họ có quyền dạy học ở đó cho tới khi tắt thở. Cho tới khi tắt thở nha, tức là nó không có những cái ngành khác, ví dụ 65 tuổi anh phải về hưu hay 70 tuổi anh bị bắt buộc phải về hưu. Ngành giáo dục không có ở California, người ta có quyền dạy hoài tới khi người ta không muốn dạy thôi. Và mỗi một năm đó, mỗi trong cái đời đi dạy học người ta có một năm sabbatical leave, tức là được nghỉ, vẫn ăn lương để nghiên cứu đó, gọi là nghỉ chơi rồi đó, nhưng mà vẫn ăn lương. Tức là họ được rất nhiều bổng lộc và họ làm cái được nghiệp đoàn ủng hộ rất là mạnh, bởi vì mỗi một năm họ sẽ đóng tiền nguyện liễm, nên liễm cho cái tổ chức gọi là Teacher Union. Thì cái tổ chức để bảo vệ quyền lợi của họ, thì bao nhiêu năm nay ở California gần như tất cả các vị dân cử là bó tay, không thể nào thay đổi được cái luật này. Bởi mỗi lần mà đưa ra để mà sửa đổi đó thì là bị chống. Thì bây giờ ngày hôm qua mà ông chánh án của tòa thượng thẩm ông tuyên bố cái đó là vi hiến, có nghĩa là gì? Quý vị không có phải là quý vị không được bị đuổi, tức là theo cái tenure, tức là chính ngạch, tức là rất là khó đuổi những ngày này và không lay off được, không sa thải được nếu tôi vào chính ngạch. Bây giờ ông chánh án bảo không, quý vị cũng sẽ giống như những công nhân bình thường, tức là khi cái công ty đó hay cơ quan nó muốn sa thải quý vị, người ta có quyền sa thải quý vị. Đó là cái thay đổi. Tại sao cái này nó quan trọng? Nhưng mà ngày hôm qua thì mặc dù phán quyết đó ra nhưng mà nó không được thi hành, là bởi vì theo luật đó, thưa quý vị, đây chỉ là phán quyết của tòa thượng thẩm thôi. Chắc chắn bên nghiệp đoàn giáo viên và giáo viên họ sẽ kháng án vụ này, thì nó sẽ phải lên tòa kháng án rồi lên tòa tối cao của California, lúc đó mới có phán quyết cuối cùng. Mà rồi chưa chắc nó yên, nó có thể mà nếu phán quyết cuối cùng mà nó y án như vậy đó thì có thể họ sẽ thưa lên tối cao pháp viện của Mỹ nữa, thì không biết lúc đó tối cao pháp viện nó có đụng vui không, bởi vì đây là chuyện của tiểu bang. Nhưng mà ngày hôm qua, mặc dù cái này nó chỉ là phán quyết chứ nó chưa được thực hành, nhưng mà nó có một cái điều rất quan trọng là ngày hôm qua ông bộ trưởng giáo dục của Liên bang Hoa Kỳ là ông Andy Duncan, ông tuyên bố ông khen này liền. Ông khen bảo cái phán quyết này rất là đúng, và đây là cái hướng đi của nước Mỹ, đã đến lúc chúng ta phải loại bỏ những giáo viên không có đủ tiêu chuẩn đi ra khỏi cái hệ thống giáo dục. Bởi vì thưa quý vị, như tôi và Mai Phi Long được vào chính ngành cái, chúng tôi bây giờ có dạy dở cỡ nào không đuổi chúng tôi được. Và thưa quý vị, hiện nay ở California có rất nhiều giáo viên không đủ tiêu chuẩn nhưng mà đã làm trong chính ngạch, không thể đuổi họ được. Làm sao đây? Mà nó còn tệ hại cái chỗ này nữa là những giáo viên giỏi đó được thu hút về các học khu nhà giàu, thấy không? Họ trả lương cao. Các giáo viên dở đó đáng lý bị đuổi đó thì không đuổi được ở những học khu mà nghèo,
họ có nghèo không gì? Đa số là người thiểu số như chúng ta. Quý vị thấy không? Giáo viên ở một số trường tôi bảo đảm quý vị đi vô học, quý vị thấy, quý vị có con em học, quý vị thấy. Vậy tệ lắm, nhưng mà tại sao họ cứ ở đâu hoài? Bởi vì cái luật chính ngạch của California. Thành ra nếu cái án này được y án và được thi hành á, thì các giáo viên và giáo sư trong tương lai sẽ không còn được ở đó mãi mãi nữa. Tức là nếu anh dạy mà dở là tôi đuổi anh ra, tôi sa thải được. Và khi ví dụ như số sinh viên hoặc số học sinh của tôi giảm, tôi có quyền lay off, tôi sa thải bớt giáo viên để tôi giữ. Chứ bây giờ không làm gì cả. Ngày xưa tôi học, tôi nhớ tôi có một giáo sư, thưa quý vị, già chống gậy, nói không nổi, đeo cái bình thở, đi xe đậu ngay trước cửa lớp học luôn. Ông được các bậc kinh đặc biệt là vô dạy không hiểu, mà ông không thể đổi ông được. Ông sống, ông dạy cho học cho tới chết luôn. Quý vị thử tưởng tượng con em chúng ta mà đi vô đó học, học cái gì? Rồi quý vị tưởng tượng có những giáo viên mới ra trường rất là giỏi, vô học khu nhận, dạy có 18 tháng cho nghỉ, không cho vô tenure. Có những người Việt Nam tôi biết là Cao State Long Bích, tôi có một người bạn ở bên Đức qua, tiến sĩ về cơ khí, dạy được 20 năm chưa vô chính ngạch. Không thể vô được. Anh, bởi anh không đuổi được cái đám kia đi, làm sao cho người này vô được. Thành ra nó rất là bất công. Đó là lý do tại sao mà cái ông tranh án ông phán quyết như vậy. Anh Mai Phi Long có con nhỏ, anh đi học, anh nghĩ sao chuyện này? Chuyện này nó rất là quan trọng như anh Dũng vừa nói hồi nãy, thưa quý vị. Thứ nhất là những cái học khu chúng không được là giàu có thì họ lại được giữ những cái người mà là không giỏi, những giáo viên không giỏi ở đó. Cho nên đương nhiên cái chất lượng mà các con em chúng ta học ở đó cũng không tốt. Và những học khu giàu có nhiều tiền thì họ lại thu hút được những người giỏi đến những cái khu vực như thế. Mà cái chuyện này là một cái chuyện nó rất là phức tạp trong cái sự sắp xếp của xã hội Hoa Kỳ, thưa quý vị. Cái chuyện mà công nhân nghiệp đoàn nói về cái chuyện về trong thế giới mà gọi là thương mại thì là chủ tớ, thì cái khoảng cách nó rất là cách biệt. Còn trong các học khu nó vừa là public mà nó lại vừa có những cái quyền mà nó giống như là cái giới mà gọi là, chúng tôi dùng chữ là giới chủ nhân. Cho nên chuyện này là cái chuyện nó vô cùng phức tạp trong xã hội Hoa Kỳ. Để giải quyết chuyện này, chúng tôi nghĩ rằng là cái phán quyết này nó không thể nào mà đơn giản mà được áp dụng một cách gọi là giống như các phán quyết khác. Nó sẽ bị coi như là đánh nhau rất là kinh hoàng trong thời gian tới. Nhưng mà cái chuyện này, với qua cái câu chuyện này, thưa quý vị, thì chúng ta nghĩ như thế nào? Là trong ngay cái cuộc sống hiện tại chúng ta ở tại Hoa Kỳ có rất nhiều cái vấn đề và rất nhiều cái rủi ro cho cái tương lai của chúng ta và con cháu của chúng ta. Nếu mà chúng ta không quan tâm những cái chuyện này thì chúng ta sẽ bị ảnh hưởng soon or later. Đấy, vâng. Ngay bây giờ hoặc là một cái thời gian gần sắp tới. Và đối với phán quyết này, thưa quý vị, phía bên giáo viên thì họ nói như thế này. Cái luật chính ngạch nó có lợi là họ sẽ không bị đuổi một cách vớ vẩn. Bởi vì họ cho đây là lập luận của phía bên giáo viên, cũng có cái lý của họ. Họ nói rằng thường thường cái vụ mà đuổi giáo viên nó mang tính cách chính trị nhiều hơn. Ví dụ mà họ nói cái nghề giáo viên nó khác những nghề khác, cái nghề sản xuất đó nó khác nha quý vị. Ví dụ anh Mai Phi Long vào làm, tôi nói anh Mai Phi Long hôm nay phải sản xuất cho tôi 5 bánh xe, anh sản xuất có 4, mà anh lập đi lập lại nhiều lần, tôi cho anh nghỉ, rất rõ ràng. Nhưng nếu anh Mai Phi Long đứng lớp, anh Mai Phi Long dạy, mà anh Mai Phi Long có một cái tư tưởng tự do, bởi vì đây chúng ta khuyến khích tự do ngôn luận mà. Anh Long nói một cái gì đó, giảng cho học sinh một cái gì đó, một cái điều đó tự nhiên tôi không thích, tôi kiếm cớ tôi đuổi anh Long. Đó là lập luận của bên giáo viên, họ có lý của họ. Họ nói là phần lớn những vụ đuổi chúng tôi đó là vì lý do chính trị, hoặc là chỗ nào cũng có phe phái hết. Cái ông hiệu trưởng, cái bà hiệu trưởng nó không ưa quan điểm của tôi. Cái đó cũng là cái hay. Họ nói rằng nhờ cái chính ngạch đó mà chúng tôi có thể dạy con em quý vị nhiều cách khác nhau mà chúng tôi tin. Thì quý vị nào có con em đi học đại học hoặc vào đại học hoặc trung học của Mỹ biết rồi, vô đại học trong một cái lớp, ví dụ về lớp triết học đi, 4 năm ông bà professor dạy, tôi thích ông nào học đó, không thích tôi qua lớp khác tôi học. Cái đó là cái tự do của nước Mỹ, nó hay cái chỗ đó. Còn bây giờ mà nếu mà cho phép đổi thì nó kẹt chúng tôi phải nói theo cái ý của ông hiệu trưởng. Đó là cái lập luận của họ. Nhưng mà phía bên chống thì họ vẫn nói là đúng là có cái chuyện đó, mà không, nhưng mà có rất nhiều giáo viên rất là tệ lắm, thậm chí không đủ tiêu chuẩn dạy luôn mà vẫn ở đó hoài không đuổi được vì cái luật chính ngạch. Thì hiện nay á, người ta lập luận thế này, Mỹ đang có áp dụng cái gọi là cái luật, một cái chương trình mới gọi là Common Core. Không biết anh Long có hiểu, có biết cái vụ đó không? Tôi không biết. Common Core có nghĩa là sắp tới đây đó là học sinh đó bắt buộc phải thi một số môn đó, không có tính điểm nữa mà thi theo một số môn giống như kiểu Việt Nam mình đó, để mà anh phải đậu những cái môn đó anh mới được gọi là điểm mới được lên một lớp nào đó. Thì hiện nay đang áp dụng vào một số tiểu bang, họ đang chống cái này mà giáo viên họ chống dữ lắm, bảo nếu mà làm cái này thì kẹt tụi tôi. Bây giờ người ta đang đề nghị thế, tại sao các trường học không tổ chức các cái cuộc thi để tuyển giáo viên?
tuyển những người thật giỏi vào để dạy, để compete với nhau, để mà cạnh tranh với nhau vào. Đó, đó là những cái mà chúng ta thấy là cái cơ cấu của nước Mỹ này. Nhiều khi chúng ta nhìn những nước khác cũng thấy tệ lậu lắm. Bây giờ mình nhìn nước Mỹ nó kinh hoàng vô cùng. Quý vị thử tưởng tượng ở trong học khu quý vị, con em quý vị đi học một học khu mà cỡ chừng 60.000 học sinh. Tôi nói ví dụ như học khu gần rồi 60.000 học sinh đi. Mà quý vị tưởng tượng ví dụ nó có 6.000 giáo viên mà trong đó quá nửa, tôi nói ví dụ cái học khu nó quá nửa là dạy rất là tệ luôn. Quý vị nghĩ sao? Bây giờ quý vị đâu có đi chỗ khác đưa con quý vị đi chỗ khác học được. Nếu quý vị muốn đưa con chỗ khác, quý vị đi chỗ khác học, quý vị bán cái nhà đó. Quý vị đi mua cái nhà khu nhà giàu mua không nổi mà vô mướn cũng mắc nữa. Mới vô được mới học khu đó. Đây nó là một cuộc chiến đó thiệt quý vị. Ở ngoài chúng ta nhìn không thấy, nhưng bên trong nó là cái nỗi đau đầu cho nhiều phụ huynh Việt Nam, nhiều phụ huynh thiểu số chúng ta. Mà nó không simple như chúng ta nghĩ thưa quý vị. Even ngay cái chuyện mà anh Dũng vừa đề nghị rằng là các học khu đề nghị rằng là có một thi tuyển các giáo viên chẳng hạn, nhưng mà cái học khu nó lại không có đủ tiền để mà họ thu hút được những chỗ nào vậy. Trên thế giới thực tế là chỗ nào mà có nhiều tiền thì chúng ta lại hút người vào chỗ đó, người giỏi lại đi vào cái chỗ đó. Cho nên có thi tuyển mà cũng không có cái vấn đề ngân sách, mà không có thì cũng chẳng làm được gì. Mà mỗi lần mà thưa quý vị, tất cả chúng ta đều kinh nghiệm trải qua cái cuộc mà suy thoái kinh tế trong thời gian vừa qua. Mỗi lần mà hết ngân sách là cái điều cắt đầu tiên là giáo dục. Tại vì quý vị không sinh ra tiền mà tương lai lại nằm chỗ đó. Cho nên cái vấn đề này là một cái vấn đề thưa quý vị rất là phức nhưng tạp mà anh và nhức đầu. Anh Long biết và quý vị biết khi mà giáo dục bị cắt thì là những người làm hợp đồng, những người không chính, ngoài chính ngạch là bị lay off trước. Chứ trong chính ngạch không lay off họ được. Thành ra có cách gì cách thì ngân sách thay đổi là những người vô chính ngạch là chúng tôi cứ ở đó cho tới khi chúng tôi chết rồi chúng tôi không bị bắt buộc về hưu. Chúng tôi nghỉ này kia có lý do là chúng tôi cứ việc nghỉ, có người nghỉ mấy tháng rồi chúng tôi vẫn trở lại dạy. Tôi không thể tưởng tượng một ông giáo sư, một bà giáo sư nghỉ cả năm trời nằm trong bệnh viện mà quay trở lại đi dạy một cái lớp mà chính ngạch như thế, kiến thức đâu ra mà còn. Một năm trời, có khi hai ba năm trời không dạy mà tên cứ còn hoài, rất là vô lý cái chuyện này. Nhưng mà để mà các giáo viên mà phải đi làm, đi dạy, đi làm cái việc giáo dục của mình mà trong cái tâm trạng phập phồng lo sợ rằng tương lai mình đi về đâu thì cũng ảnh hưởng luôn cái chất lượng dạy dỗ của họ. Trên chuyện này nó không nói nhưng mà nó ảnh hưởng tốt quá. Ảnh hưởng tốt đây, nó ảnh hưởng tốt là làm cho người ta phải dạy giỏi hơn để không chúng ta không còn bao nhiêu giờ, nhưng mà liên quan đến chuyện dạy học có một chuyện khá là đặc biệt. Cuối tuần là hay như cuối tuần này là cái trường UCI của California có thứ bảy này thì cuối tuần thì có một cái sự kiện khá là chấn động, đó là tổng thống Barack Obama sẽ đến đây trong cái dự lễ tốt nghiệp. Nhưng mà nhiều người lại cũng không hài lòng chuyện này. Tại sao họ không hài lòng? Cấm 8.000 sinh viên ra trường UCI cái này bị cấm, không được mang gì vô, không được mang hoa, không được mang nước uống, không được mang môi sao, không được mang bất kỳ cầm vô á, bởi vì vấn đề an ninh. Thì sinh viên là nói ủa tôi muốn trang trí cái đồ tôi muốn người nhà tôi đi vô mang nước, mang bông, mang đủ thứ rồi tặng cho tôi mà giờ không cho mang vô, tôi vô làm chi? Tại sao trường học khó vậy? Trường học ở này không phải thì tôi, cái này là từ tòa ốc đưa ra vì lý do an ninh. Đây là những cô sinh viên, cô này cô nói ta tôi ở nhà tôi không đi nữa. Đó thưa quý vị, khi mà muốn gặp một đại ca bự đó, nó có nhiều cái chuyện lôi thôi đó, bởi vì vấn đề an ninh. Và thưa anh Đỗ Dũng, chúng ta cũng đang gặp vấn đề, chúng ta đã quá giờ. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình SBTN Morning với Đỗ Dũng và Mai Phi Long. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.